Hello, chào bác nhé. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhé. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhé, hàng của thương hiệu Muji Made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6 m nhân với 2 m và 1,8 m nhân với 2 m nhá. Đấy, nhân 2 m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này. Một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhé, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục gửi cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhé. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhé. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhé. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhé. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhé. Đấy, màu kẻ này. Đây, nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh đây. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này.
chăn ga Nhật này, đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó, hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn, chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy, 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá. 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn coi nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga coi nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên trên là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá. Màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Hello chào các bác nha. Nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Đấy, rất hit hot để phục vụ các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like. Một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia sạc móc khóa iPhone nhá. Sạc móc khóa iPhone, con này thì nó chuyên dùng cho điện thoại iPhone thôi. Đó, con này thì chuyên dùng cái điện thoại iPhone. Đây đang báo sạc vào đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Đấy các bác cắm này là nó vào các bác này. Báo pin đang sạc này. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới bác một con sạc móc khóa iPhone như này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k. Đó. Hàng nội địa của Nhật. Sẽ kèm cho các bác là một cáp sạc này và một cái dây móc khóa như này, về các bác đeo vào đây và các bác có thể treo vào móc khóa này hoặc là treo vào các cái vị trí nào mình để sử dụng nhá. Rất là phù hợp luôn. Đó. Giá thì bên shop thanh lý cho bác cái giá chỉ có là 20k cho một con sạc móc khóa này thôi nhá. Đấy, sạc móc khóa chuyên dùng cho điện thoại iPhone nhá. Thì con này rất là tiện luôn, các bác có thể để móc khóa, để bao lô, để túi sách, để đâu cũng được. Khi điện thoại mà hết pin thì các bác có thể là sạc trực tiếp như này, sạc trực tiếp này cho em này. Đó, sạc trực tiếp này cho em. Đó, thì giá thanh lý cho các bác nhá, giá thanh lý cho các bác luôn. Bên em về lô này thì chắc là được khoảng vài chục bộ, thì thanh lý cho bác giá chỉ có 20k thôi nhá. Đấy, lên cho em là sạc móc khóa iPhone nhá, sạc móc khóa, lên cho em là sạc móc khóa được rồi. Đó. Sạc móc khóa nhá. Đấy. Sạc móc khóa thanh lý, giá của nó sẽ là 20k một chiếc nhá. 20.000 một chiếc như này. Đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, một cáp sạc này, một dây móc khóa để đeo và một con sạc như này. Con này dung lượng pin của nó sẽ là 1500mAh nhá. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá để cho các bác, giá chỉ có cho các bác là một con sạc như này, giá của nó chỉ có là 20k thôi nhá. Giá cực kỳ là chất luôn, 20k cho một con như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ xe các bác nhá. Bạt phủ xe. Con này thì nó khá là to luôn và rất là tiện để các bác dùng để phủ xe đạp, xe máy đều được hết nhá. Xe đạp, xe máy ok hết, nên cho là bạt phủ xe nhá. Bạt phủ xe. Đấy, bạt phủ xe giá của nó sẽ là 50k trên một chiếc như này nhá. 50.000 trên một chiếc như này. Cái này thì nó rất là tiện này. Đấy, các bác có thể là mình bóc ra này. Đấy, bóc ra sau đó thì mình giả ra mình sử dụng thôi. Nó sẽ là một con bạt rất là to luôn các nhá. Đấy. Nó rất là to như này coi. Đấy, rất là to như này. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 2m và một chiều là 1m nhá. Đấy. 2m, 1m. Và nó là thuộc cái dạng là hình
hình phễu nhá, hình phễu đây 2 mét, chúng ta giở ra như này đấy, nó sẽ có cả dán như này luôn. Các bác giở ra nó rất là to luôn, thì khi giở ra mình có thể chùm lên xe máy, xe đạp điện rồi các loại xe đều ok hết nhá. Đấy, nó rất là to rộng như này các bác này, đấy rất to rộng luôn. Con này thì các bác chuyên dùng để phủ lên xe thì rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá chỉ có 50k thôi nhá, 50k thôi. Nên đã đầu tiên là bạt phủ xe giá sẽ là 50.000, rất là to luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bằng ni lông nhá. Đấy, ni lông lưới các này, ni lông lưới. Đấy, có cái độ dai nhất định không bị rách nhá. Đấy, ni lông lưới nên rất là bền luôn. Đấy, giá thì rất là hợp lý cho bác nhá. Đó, giá rất là hợp lý, chỉ có 50k trong cái bạt phủ xe như này thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là một cái sản phẩm rất là hit hot. Đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con robot các nhá. Đấy, một cái em robot cực kỳ là chất lượng như này. Và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Đây, đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chạy bằng pin nhá. Đấy, nó sử dụng pin 18650. Bên shop về số lượng cho các bác và giá rất là tốt luôn. Một con robot như này, hàng cực kỳ là chất lượng cho các bác để các bác sử dụng nhá. Đây. Ở đây thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cáp sạc này, một cái miếng lau đây để các bác về các bác cho vào này. Đấy. Và đây nó sẽ là một con máy như này. Nó sẽ có màu trắng và màu đen, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Nó có hai màu, màu trắng và màu đen các nhá, màu trắng và màu đen. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên, cái màu trắng màu đen nó không có quan trọng đâu. Đấy, về nhà thì các bác cho em cái miếng dán vào đây, đặt cái miếng dán vào đây nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có cái miếng dán đây này. Đấy, miếng dán để lau này các bác dính nó vào đây, sau đó thì mình đặt nó vào. Đấy. Và nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc như này nhá. Kèm thêm cho các bác một cái cáp sạc như này. Về nhà khi các bác sử dụng thì tháo cho em cái bánh xoay này ra này, cái bánh xoay này ra. Đó, sau đó thì các bác bật nguồn này lên là nó sử dụng được thôi. Đó, bật nguồn lên các bác nhá. Đấy là sử dụng các bạn. Đấy, nó rất là tiện ích như này. Con này thì giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là khi mà rác nó vào thì rác nó sẽ ở trong này, và các bác tháo ra là các bác vệ sinh cho em nhá. Nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000, 130k cho con robot hút bụi này thôi. Lên cho em là robot này. Đó. Robot hút bụi. Hút bụi nhá. Giá của nó sẽ là 130k một con này nhá. 130.000 cho con robot hút bụi này thôi. Khi các bác sử dụng thì ở đây nó có một cái cản pin như này nhá. Về nhà các bác rút cho em cái cản pin này ra này. Đấy, rút cái cản pin này ra thì mình mới sử dụng được. Đấy, sau đó thì bật lên này. Đấy, bật lên là máy nó sẽ chạy thôi này. Đấy, máy nó chạy các bác này. Đấy, con này thì nó sẽ là cảm biến luôn nhá. Đó. Ví dụ như là đi vào các cái vị trí gầm hay ngóc ngách hay là chạm vào đồ vật thì tự nó sẽ quay trở lại các bác nhá. Đấy. Các bác thấy không? Rất là tiện luôn. Đấy. Rất tiện nhá. Nó sẽ tự nó quay trở lại nhá. Đấy, và nó sẽ đi vào các cái vị trí khác rất là tiện luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Thì nó cứ chạm vào đồ vật là nó sẽ quay lại thôi. Đấy. Kể cả trên cái thảm này. Đấy, nó còn đi lên được cả trên cái thảm luôn các bác này. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Rác rưởi các thứ này, lá lẩu nó hút hết vào được luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy. Để em sẽ test cho các bác một ít cái giấy này luôn. Đây con này. Đây. Con này thì nó hút khá là khỏe luôn các bác nhá. Đấy. Đấy. Thì các bác giấy rác rồi nói chung là đồ dùng rồi rác rưởi trong nhà là nó đều xử lý được hết thôi nhá. Đấy. Hút sạch luôn các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đó các bác thấy không? Đấy. Thì nó có cảm biến, tức là khi mà chạm vào đồ vật là nó tự nó quay lại, và để các bác cứ để cho nó chạy trong nhà như vậy rất là sạch và tiện ích luôn. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Con này nó chạy pin 18650 nhá. Hết pin thì các bác có thể mình sạc pin, mà pin mà bị hỏng để dùng lâu thì hỏng thì các bác có thể thay pin, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, 130.000 cho một con robot hút bụi này nhá. Đó, đấy các bác thấy không? Đó, rất là tiện ích luôn. Đấy, tất cả các gầm giếc ngóc ngách nó đều chui vào được hết nhá. Đấy, cái nào mà vừa chiều ngang của nó là nó chui vào được hết, rất tiện luôn. Đó. Đây, rồi em sẽ tháo ra cho các bác xem nhá. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác nhấn nút này để chạy này, nút này để dừng này các bác này. Đấy. Nó sẽ có cấp độ chạy như vậy đây. Đây. Rác rưởi các thứ nó hút vào đây này. Đấy. Em vừa nãy có để có một tí thôi mà nó hút vào đây các bác nhá. Đấy, nó hút vào này. Đấy các bác theo. Rác rồi bụi bẩn này. Đấy. Mới có một tí thôi mà nó đã hút được như này rồi. Thì chứng tỏ là trong cái nền nhà em thì nó rất là sạch, nhưng mà những cái dòng bụi mịn, bụi miếc như này mà nó vẫn hút vào được các bác này. Đấy, các bác theo. Thì nói chung cũng rất là tiện ích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác giá rất là hợp lý nhá. Chỉ có cho bác là 130.000 cho một con máy hút bụi này thôi. Giá này là giá không tưởng luôn các nhá, giá không tưởng luôn. Đấy, không hề tưởng tượng được nó có một cái giá tốt như này các nhá. Đấy. Lên cho em là robot hút bụi nhá. Robot hút bụi giá sẽ là 130.000. Đấy, con này nó chạy thì nó chỉ cần các bác chỉ cần là
lắp pin mà là xong thôi. À các bác chỉ cần sạc pin thôi. Nó rất là tiện, nó không bị sử dụng pin thường mà nó là quả pin 18650 ở đây rồi. Đây, các bác bật như này nó chạy này. Đấy. Nó sẽ có hai chế độ các bác. Đấy, một này. Đấy. À cái này nó chỉ có một chế độ thôi. Các bác chỉ có bật nguồn lên là xong thôi. Đó. Rồi ok nhá. Anh em các bác lên cho em là robot hút bụi nhá. Giá sẽ là 130k cho một em như này, 130.000. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy thì con này bên shop bán khá là nhiều rồi. Về nhà thì có cái miếng dán ở đây này. Đấy các bác dán nó vào đây, sau đó thì mình dán cái miếng mút này lên. Đó thì nó sẽ là combo như vậy. Và các bác tháo cho em cái cản pin cộng với tháo cái chân ấy này ra nhá, cái chân bánh xoay này ra này. Đấy cái này là chân giữ bánh này. Đấy. Đầy đủ cho các bác luôn. Các bác xem kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, không lại lúc mình về mình nhận hàng xong mình không biết cách sử dụng như nào các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nước giặt xả nhá. Đấy, nước giặt xả. Con này thì vừa giặt vừa xả vừa tẩy luôn. Nó sẽ là hàng đa di năng cho các bác. Đấy giá thì bên shop bán theo hộp này thì một hộp của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 5 bịch nhá, 5 bịch. Giá của nó sẽ là 80k trên một hộp như này. Còn các bác mua lẻ thì một bịch này sẽ là 20.000 một bịch nhá, 20.000 một bịch. Của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng viên các bác nhá, thuộc cái dạng viên như này các bác này. Đấy một bịch của nó sẽ là 20 viên và nó sẽ là thuộc cái dạng viên keo như này. Các bác về các bác ném trực tiếp vào quần áo cho em, không cần phải bỏ vào lọ đâu. Nó sẽ là cái dạng keo như này, các bác về các bác ném trực tiếp vào quần áo cho em nhá. Cái này mùi thơm của nó rất là dễ chịu luôn. Đấy. Thì con này nó rất là nhiều tính năng nhá. Đấy. Thứ nhất là tẩy sạch này. Đấy, thứ nhất là tẩy trắng này. Đấy, tẩy trắng này. Tẩy trắng sạch này. Đấy. Thứ hai là diệt khuẩn này. Đấy. Thứ hai là diệt khuẩn này. Và thứ ba là thơm thôi nhá. Đấy. Tẩy trắng sạch, diệt khuẩn và thơm. Đó. Thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó và một hộp như này của nó sẽ là 5 bịch, giá sẽ là 80.000, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho một bịch như này nhá. Các bác có thể mua lẻ cũng được. 20k một bịch như này. Thì một bịch này thì các bác mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút thôi. Thì các bác có thể mua lẻ thử 1-2 bịch để mình dùng thử. Ok thì các bác có thể mua tiếp, còn cái này em bán rất là nhiều rồi. Đấy giá thì nó rất là hợp lý thôi. Chỉ có 80.000 cho một bịch như này, và một bịch này của nó thì nó vào khoảng là 20 viên, một bịch là 20 viên. Mỗi lần giặt các bác cho em từ 3 viên, 3 đến 5 viên tùy theo lượng quần áo nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái lau bàn bếp nhá, chổi lau bàn bếp. Thì đây nó sẽ là một con chổi như này các bác này. Một con chổi như này. Về nhà thì các bác bóc qua cho em này. Đấy, bóc ra. Thì em gửi cho các bác là hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác một cái miếng mút lau như này, một cái miếng mút lau như này rất là tiện luôn. Để các bác có thể vệ sinh lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp, các bác chổi lau bàn bếp giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Chổi lau bàn bếp. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá, giá chỉ có 40k thôi. Con này nó sẽ là bằng cơ, rất là tiện dụng luôn, 40k cho một em như này. Thì ở đây nó sẽ là một con chổi như này, về nhà các bác chỉ cần là lắp ráp vào cho em như này xong này. Đấy. Lắp ráp cho em như này thôi. Đấy các bác ấn nhấn nó vào. Nó có cái lẫy đây, các bác nhấn vào cho em này. Đấy. Có lẫy này các bác nhấn vào này. Đấy. Ở đây nó cũng có cái lẫy như này, các bác để cho các bác đẩy chéo này nó vào này. Đấy. Khi các bác sử dụng thì mình kéo vắt thì kéo như này nhá, còn khi lau thì mình cứ thế này mình lau thôi. Cứ thế này mình lau nhá, còn khi sử dụng thì mình kéo vắt như này chưa? Đó. Kéo vắt như này nha, rất là tiện luôn nhá. Đấy, kéo vắt này chưa? Rất là tiện luôn. Các bác có thể lau bàn bếp, lau bàn ăn, lau kính, lau các loại lau luôn. Lau thập cẩm, ngũ vị, lau cái gì cũng được các bác nhá. Đấy. Đây các bác này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một con chổi lau bàn bếp như này thôi nhá. Lên cho em là chổi lau bàn bếp. Chổi lau bàn bếp giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, kéo vắt như này nó sẽ vắt này. Đấy, kéo vắt này nó sẽ vắt này, rất là tiện nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây nhá, nó rất là tiện các bác này. Đấy các bác lau xong này. Đấy, gạt nước xong thì mình có thể mình vắt đi là xong. Nó rất là tiện luôn. Đấy bác thấy không? Đó. Lau bàn ăn, bàn bếp rồi nói chung là tất cả cái độ thấm hút của nó rất là tốt nhá. Đấy. Gạt thực phẩm, gạt thức ăn sau đó thì sau đó thì mình lau xong thì mình vắt đi là xong. Đấy vắt thì nó rất đơn giản thôi. Đấy lau kính, lau bếp, lau bàn ăn, lau chậu rửa này. Rất là đa di năng luôn nhá. Đó vắt thì mình chỉ cần kéo lên là nó sạch luôn, khô luôn. Rất tiện, sau đó các bác lại treo lên nhá. Đây, khi vắt các bác chỉ cần kéo này cho em này. Đấy, kéo này cho em mấy lần là nó sẽ sạch khô hết luôn nhá. Sau đó thì mình treo lên, rất tiện. Chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một em như này, rất siêu tiện dụng luôn, siêu tiện dụng luôn nhá. Đó, rất là ngon.
sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sạc đa năng các bác nhá. Cái này lên là cái gì nhỉ? Sạc đa năng à? Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là sạc đa năng nhá. Đấy, lên cho em là sạc đa năng. Đấy, lên cho em là củ sạc đa năng. Giá của nó sẽ là 80k cho một cái củ sạc đa năng như này nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc nhanh của iPhone nhá. Sạc nhanh của iPhone đây các bác này. Đấy, sạc nhanh, hàng của thương hiệu iPhone nhá. iPhone 14 Pro Max này. Ở đây thì nó sẽ có hai cổng USB và hai cổng Type-C nhá, thì nó rất là tiện luôn. Đó, giá thì sẽ là 80k, hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max và giá của nó, công suất của nó sẽ là 20W nhá. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đó. À xin lỗi, lên cho em là sạc đa năng nhá, sạc đa năng. Đó, sạc đa năng. Lên cho em là sạc đa năng iPhone này. Sạc đa năng iPhone. Không, lên cho em là sạc đa năng là được rồi. Các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, lên đúng tên cho em tí nó tránh bị nhầm lẫn, củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một con củ sạc đa năng như này. Dây của nó thì dài khoảng tầm 1 mét nhá. Đấy, dây của nó đây. Đấy, nó có dây luôn thì các bác cắm ở đây, sau đó thì mình cắm các cái thiết bị vào nó rất là ok nhá. Đấy. Các bác có thể cắm chân USB này, cắm chân Type-C đều ok hết. Nó sẽ có hai chân như này để các bác cắm vào, rất tiện dụng luôn. Giá thì khá là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sạc củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái củ sạc đa năng như này. Giá của nó sẽ là 80.000 thôi, chỉ có 80.000 cho một con củ sạc đa năng như này thôi. Rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy. Thì các bác dùng về các bác cắm cái củ này, mua thêm dây cũng được, về mình sử dụng rất là hợp lý luôn. 80k củ sạc đa năng. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thìa vàng thìa bạc nhá. Đó, thìa vàng thìa bạc. Bên shop về số lượng và giá thì sẽ rất là tốt cho anh em luôn. Đó. Đấy, hàng thì rất là đẹp các bác nhá, hàng rất là đẹp luôn. Màu vàng, màu bạc này rất là đẹp này. Đó. Hàng bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 15k trên một chiếc như này nhá. Đấy. 15.000 cho một chiếc như này. Mua 5 thì sẽ được tặng 1 các bác nhá. Mua 5 thì tặng 1. Đó, bên shop bán cho các bác là 15k trên một chiếc như này và mua 5 tặng 1 này. Đấy, cứ chương trình là mua 5 tặng 1. Nó sẽ có màu vàng và màu bạc rất là đẹp luôn. Thì các bác mua thì các bác vào cho tôi cái thìa vàng hoặc là thìa bạc nhá. Tất cả đều là bằng inox nhá. Một loại thì nó sẽ là bằng inox trắng, còn một loại thì nó sẽ là inox mạ vàng 18 carat, rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để mình ăn bún, ăn phở hoặc là nói chung là dùng hàng ngày rất là ok. Hàng của Nhật rất là đẹp nhá. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Một con thìa như này. Giá thì rất là bình dân, chỉ có cho các bác là 15k một chiếc thôi. Mua 5 thì sẽ là tặng 1 nhá. Các bác lên mã giúp cho em là thìa vàng thìa bạc nhá. Thìa vàng thìa bạc. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em là thìa vàng thìa bạc nhá. Đó. Thìa vàng. Đấy. Thìa vàng này hoặc là thìa bạc nhá. Giá của nó sẽ là 15k trên một chiếc nhá. Đấy, mua 5 thì được tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Thìa vàng thìa bạc, 15k một chiếc, mua 5 tặng 1. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem điện tử nhá. Con này thì nó là bằng sợi carbon nhá, bằng sợi carbon và có cái phần mũi tên để cản pin này. Về nhà các bác rút cái mũi tên này ra cho em, nó là mũi tên cản pin đây. Đấy, và các bác di chuyển này, cho em là chế độ on này. Đấy, bật lên này, zero này, các bác đầu đo nhá. Khi mình đo thì con này nó sẽ có cho các bác là các cái cách thức đo như sau. Đấy, đầu tiên là nó sẽ đo cho các bác là cái đường kính bên ngoài các này. Đây, đường kính bên ngoài, ví dụ cái này của nó sẽ là 5, bao nhiêu đấy, ví dụ 5,17 các bác này, 5,17 này. Đường kính bên trong này, đường kính bên trong thì các bác đo cái này cho em này. Đó, đây là cái đường kính bên trong này. Đường kính bên trong cái này của nó sẽ là bao nhiêu? Đây. Đấy. 5,07 này. Đấy. Và tiếp theo là đo chiều sâu này. Đây. Chiều sâu thì các bác đo này cho em này. Đấy. Chiều sâu thì mình sẽ đo như này cho em. Đây. Đấy, như này sẽ ra chiều sâu này, chiều sâu là bao nhiêu này. Đấy. Thì nó sẽ đo các kích thước là đường kính bên ngoài, đường kính bên trong và chiều sâu. Các bác lên cho em là thước kẹp gem nhá. Đấy. Thước kẹp gem. Hàng được làm từ sợi carbon nhá, thước kẹp gem. Đấy. Lên cho em là thước kẹp gem, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là thước kẹp gem, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k trong thước kẹp gem như này.
Thước thì được làm từ sợi carbon nhé. Nó được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon. Nó là làm từ sợi carbon nhé, không phải là bằng hợp kim các nhá. Đấy, sợi carbon giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là Nivel Soup, tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cưa lách các nhá, cưa lách này. Đấy, một con cưa lách như này. Hàng made in Japan các bác này, hàng made in Japan. Con này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là cưa lách này bao nhiêu nhỉ? Bên shop đang bán cho bác cái giá là 50k nhá. Đấy, bên em còn ít nữa thì xả thanh lý cho bác, giá chỉ còn là 40k cho một con cưa lách này thôi. 40k các bác nhá. 40.000 cho một con cưa lách như này. Các bác lên cho em là cưa lách, giá của nó sẽ là 40k cho một con cưa lách như này nhá. Hàng made in Japan các bác này. Đây. Hàng made in Japan. Con này thì các bác dùng để cưa cây, cưa cành rồi nói chung là cũng làm được khá nhiều việc luôn nhá. Đường kính của nó thì chiều dài của nó vào khoảng là 20cm nhá, dài khoảng 20cm. Các bác dùng để cưa cây, cưa cành là rất là ok luôn. Giá thanh lý cho bác với giá là 40k luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là tiếp xúc về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái pin 18650 nhá. Pin 18650. Pin này của nó là pin hãng và công suất của nó sẽ là 3,7V. Pin của Li-ion nhá, pin Li-ion 3,7V. Đấy, pin của hãng như này. Giá sẽ là 30k cho một viên như này nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt. Các bác lên cho em là xịt inox nhá, xịt inox. Con này thì nó rất là tiện luôn. Đây. Ví dụ như là các cái phần bề mặt inox bị rỉ sét thì các bác lắc đều lên cho em, sau đó xịt lên các bác này. Đấy. Xịt lên. Đây. Đấy là nó sẽ chống rỉ sét luôn, bóng đẹp này. Đấy. Các bác thấy không? Bóng loáng luôn, đẹp, chống rỉ sét rất là tốt nhá. Đấy các bác thấy không? Đấy, lại như mới luôn. Đặc biệt là các bác nào hay dùng những cái đồ ở ngoài bãi biển các thứ giờ đấy. Ở đi biển, đi tàu biển các thứ thì hay dùng. Đó thì mình chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt này. Đấy các bác xịt vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 80k nhá. 80k. Các bác lên cho em là xịt inox nhá. Đấy, lên cho em là xịt inox, giá của nó sẽ là 80.000. Đó. Lên cho em là xịt inox này. Xịt inox giá của nó sẽ là 80k cho một bình xịt inox như này nha. 80.000 cho bình xịt inox như này. Tiếp theo thì bên em có cái chai xịt giày khô nhá. Đấy xịt giày khô. Đấy các bác lên cho em là xịt giày khô nhá. Xịt giày khô hoặc là giặt giày khô này. Đó, giặt giày khô. Giặt giày khô. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một chai giặt giày khô như này. Đấy con này thì nó rất là tiện này. Nó sẽ là thuộc cái dạng kem trắng như này. Về nhà các bác xịt ra cho em nhé. Đây. Đấy ví dụ như là cái đôi dép này của em này. Các bác cần đánh này. Các bác xịt vào đây cho em. Đấy nó sẽ là nổi lên như cái dạng kem như này. Sau đó thì ở đây nó sẽ có kèm cho các bác một cái đầu bàn chải này luôn. Thì các bác dùng như này. Các bác để cho em từ 5 đến 10 phút cho nó cái kem này nó tan ra. Nó ngấm và nó tẩy sạch các cái vết bẩn đi. Sau đó thì các bác đánh đi. Đó. Đánh đi sau đó các bác lấy chổi các bác lau, lấy rỉa khô các bác lau đi nhá. Đấy. Đánh đi một lúc sau đó thì lấy rỉa khô lau đi là sạch bóng luôn nhá. Đấy em đánh mới có một tí mà cái phần này nó đã trắng lên rồi các bác này. Đấy. Thì giá sẽ là 80k nhá. Thì các bác chơi thể thao này hoặc là đi giày cái thứ thường xuyên thì dùng cái này cho em, rất là sạch nhá. Mùi của nó thì rất là sạch và thơm nhá. Lên cho em là giặt giày khô. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một chai giặt giày khô như này nhá. 80k cho một chai giặt giày khô như này. Nó rất là tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cái chai xịt RP7 nhá. Lên mã cho em là xịt RP7. Con này thì chuyên xịt vào các cái phần vị trí như là nó bị gọi là bị rỉ sét này. Đây. Bị làm đây, khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Làm ngưng hẳn tiếng kêu phát ra từ vật liệu do bị cọ sát này. Chất bôi trơn với công thức cải tiến này. Đấy. Và chống rỉ sét này. Các bác nhá. Đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là 150g và 211ml. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 35k nhá. Lên mã giúp cho em là xịt RP7. RP7 giá của nó sẽ là 35k cho một chai như này. 35.000 cho một chai như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia con này. Đấy. Hàng Australia cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy. Công nghệ của Australia và sản xuất ở Thái Lan nhá. Sản xuất ở Thái Lan. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 35k trong chai xịt RP7 này thôi. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái chai xịt hôi giày các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là xịt hôi giày nhá. Con này thì ví dụ như là giày dép các bác bị hôi thì các bác xịt vào cho em. Giá sẽ là 45.000. Các bác đi giày nó bị hôi này,
đi giày đi tất nó bị hôi, hay là các bác làm cái công việc nó bị hôi thì các bác xịt vào nha. Đó, hôi giày, hôi tất, hôi chân là đều khỏi hết nhá. Đấy, lên cho em là xịt hôi giày nhá, giá sẽ là 45.000 cho một bình như này. Đây, đấy các bác ngửa lên sau đó thì xịt trực tiếp vào trong giày cho em như này là ok nhá. Đấy, khử khuẩn rất là tốt luôn, chống hôi giày, hôi chân rất là tốt, giá sẽ là 45k cho một bình như này nhá, 45.000 cho một bình như này. Lên cho em là xịt hôi giày các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít đen nhá. Đấy, vít đen thì một bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một tô vít và 6 cái đầu vít như này, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau nhá, 12 đầu vít khác nhau. Thì con này nó rất là tiện, các bác chỉ cần lắp vào cho em này là xong. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào này là thôi, lắp vào này là mình sử dụng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là vít đen trợ lực nhá, nó vừa có trợ lực, vít đen trợ lực rất là tốt luôn, giá sẽ là 60.000, vừa trợ lực vừa chống cho các bác gọi là xoáy nhanh được luôn, thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, và có đảo chiều nhá, đây các bác này. Đấy, có đảo chiều cho các bác luôn, nó có xoáy ra, có xoáy vào, có đảo chiều hết luôn nhá. Đấy, rất là ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k. Lên mã giúp cho em là vít đen trợ lực nhá. Đó, vít đen trợ lực này. Đây, vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60.000, 60.000 cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Đấy, chỗ em nó đang mưa nó hơi ồn một chút thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình to lên một chút các bác nhé. Đấy, các bác có thể vui lòng chỉnh cái âm lượng nó to lên một chút. Đó, vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũi vít đều watt nhé. Mũi vít đều watt thì bên shop bán theo combo như này. Đấy, bán theo combo nó sẽ có cho các bác là đây, bán theo từng mũi một. Mũi ngắn nhất thì nó sẽ là mũi khoảng 4 phân nhá. Mũi này khoảng 4-5 phân. Đấy, 4-5 phân gì đấy. Giá của nó sẽ là 10.000 cho một mũi này nhá. Đấy, mũi nhỡ thì khoảng 7-9 phân. Đấy, từ tính rất là tốt nhá. 7-9 phân. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con này, con ngắn này là 15.000 này. Con ngắn này là 10.000 này. Con nhỡ này là 15.000 và con dài này là 25.000 nhá. 25.000. Hàng của đều bát hết nhá. Hàng này thì nó thuộc cái dạng hàng là lỗi tem. Những cái tem này nhiều khi nó bị lỗi, nó không đạt tiêu chuẩn, cho nên là nó không xuất đi được, cho nên là mới có cái hàng giá như này. Còn bình thường một con vít như này nha, các bác mua, nếu mà mua hàng chính hãng trên hãng của nó thì nó vào khoảng là 100.000 nhá. Đấy, 70-100.000 một con cơ. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vít của thằng đây, vít của thằng bắn tôn nhá, vít bắn tôn. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000 trong con vít bán tôn như này các bạn này. Cũng hàng của đều watt, nam châm từ hít cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, nam châm từ hít rất là mạnh nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, con này thì nó có nam châm từ hít các bạn này. Đấy, nam châm từ hít này rất là mạnh luôn. Đó, giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Con mũi bán tôn này thì có nam châm từ hít rất là tốt luôn, thì các bác chỉ cần đặt cái mũi tôn và sẽ vào luôn, rất là tiện này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con mũi tôn như này, giá của nó sẽ là 40k cho một con mũi bắn tôn như này nhá, 40.000. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bật lửa điện nhá. Con này thì rất là tiện luôn các bác này. Đấy, các bác chỉ cần bật này là lên thôi. Đó, nó có sẵn ga rồi. Giá sẽ là 80.000 cho một con bật lửa điện như này, rất là đẹp luôn. Đấy, về nhà các bác sử dụng thôi, 80.000 nhá. Các bác dùng để mình hút thuốc lá, thuốc lào, rồi nói chung là dùng đa di năng được hết. Đấy, nhóm lửa, nhóm bếp đều được. Cái này nó bằng điện, cho nên là các bác dùng nó không sợ bị tắt đây. Đấy, em có gạt gió này nó không bị tắt này, bình thường những cái bật lửa thường nó bị tắt. Con này kể cả các bác hút thuốc lá mình đi trên xe máy vẫn ok luôn. Giá sẽ là 80k nha, lên cho em là bật lửa điện, giá sẽ là 80.000 lên con bật lửa điện như này. Đó, 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chữ U nhé, khóa chữ U. Đấy, con này thì bên shop để mặc định của nó sẽ là tất cả đều là số 0 như này nhá. Số 0 các bác cho về số 0 cho em là mở được này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đó, và khi các bác đổi mật khẩu thì các bác nhớ cho em này, hai cái vạch trắng này các bác xoay cái vạch này đi này. Sau đó thì các bác để lại là mật khẩu tùy ý, sau đó các bác xoay ngược trở lại là xong. Đó. Mật khẩu mới bây giờ sẽ là 4 số 9 này. Các bác muốn đảo mật khẩu thì lại xoay cái này cho em theo chiều kim đồng hồ này, xoay lại dãy số 0 này. Đấy, sau đó thì lại xoay cái vạch trắng này lại thì mật khẩu bây giờ sẽ là dãy số 0 như này. Lên cho em là khóa chữ U nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là máy lửa ấy, xếp lên giá này, hoặc lấy cái giá bé mà bỏ riêng nha, chứ để lẫn rồi nó ấy.
lên cho em là khóa chữ U nhá, khóa chữ U, khóa chữ U. Giá với số đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá, 90k cho một con khóa chữ U như này, 90.000 cho một con khóa chữ U như này các bác nhá. Đó, tiếp theo thì lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khò đồng nhá. Các bác lên cho em là khò đồng này, đấy, khò đồng như này, một cái con khò đúc nguyên bằng đồng này, có điều chỉnh ga nhá, có điều chỉnh ga như này các bác này, có điều chỉnh ga như này rất là tiện luôn, đó, có điều chỉnh ga như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là khò đồng nhá, khò đồng. Giá của nó sẽ là 90k cho một con khò đồng như này. Đó, 90.000 cho một con khò đồng như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng các cái lặt vặt trong gia đình nhà mình như là thui chân giò này, rồi nhóm bếp, rồi nói chung là các bác làm thợ làm nghề cũng được, rất là tiện. Giá của nó sẽ là 90k cho một con khò đồng như này nhá. Đấy, khò đồng đúc nguyên khối luôn, 90k. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đá mài hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhé. Đó. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, đó là mẫu đá vàng và mẫu đá đỏ nhé. Đá vàng và đá đỏ, hàng đều là hàng made in Japan, hàng của thương hiệu Katashiwa made in Japan nhé. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, đây made in Japan hết này. Đấy thì nó sẽ có hai mẫu đá vàng và đá đỏ. Đấy thì cái mẫu đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000-8.000 này, đá đỏ này độ mịn 3.000-8.000. Hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng lót cao su như này để các bác sử dụng cho nó khỏi trơn trượt nhá, khỏi trơn trượt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một cái viên đá mài hàng cực kỳ chất lượng như này các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng luôn và giá rất là tốt nhá. Đấy. Giá rất là tốt luôn. Đây. Đấy, con này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000-8.000, hàng made in Japan nhá, Katashiwa made in Japan luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là một mặt là mặt màu trắng là 3.000 và mặt màu đỏ là 8.000. Đó, độ mịn 3.000-8.000. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 70.000 thôi nhá. Đấy, 70.000 cho một viên đá như này thôi. Các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, lên cho em là đá đỏ. Đá đỏ này, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một viên đá đỏ như này. Đấy. Ngoài ra thì cái viên đá màu vàng này thì con này sẽ là độ mịn cao hơn một chút. Độ mịn của nó sẽ là 5.000/10.000. Đấy, 5.000/10.000. Và nó sẽ là màu vàng như này con này. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đá vàng nhá. Đá vàng. Đá vàng. Con này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là 100k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 90k cho một viên đá vàng như này nhá. 90.000 cho một viên đá vàng như này thôi. Đấy. Hàng độ mịn của nó sẽ là 5.000/10.000. Thương hiệu Katashiwa made in Japan nhá. Đấy, Katashiwa made in Japan. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 90.000 cho một viên đá vàng như này nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là đá đỏ hoặc đá vàng. Đá đỏ thì sẽ là 70.000. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 và đá vàng thì sẽ là 90.000 nhá. Đá vàng thì sẽ là 90.000. Đó, đá vàng là 90.000. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, nó sẽ lệch nhau 20.000. Độ mịn càng cao thì mài dao nó càng nhanh bén các nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cào xẻng mini. Con này thì chuyên dùng để các bác làm vườn các nhá, làm vườn. Và giá thì rất hợp lý. Chỉ có 30.000 cho một cái bộ cào xẻng mini này thôi. Đấy, đây em đã lên tên nó là mini thì nó rất là nhỏ thôi nhá. Đấy, nó chỉ trong lòng bàn tay như này thôi các bác này. Đấy, trong lòng bàn tay như này thôi nhá. Không về nhà lúc các bác nhận hàng các bác bảo sao lại nhỏ thế. Đấy thì nó mất công. Đó, tại vì là nó sẽ là hàng mini mà, hàng mini cho nên là nó nhỏ gọn thôi. Lên mã cho em là cào xẻng mini. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 30k. Ở đây nó sẽ có hai cái xẻng và một cái cào như này. Các bác có thể dùng để mình cào đất rồi xới đất chậu cảnh chậu tiếc làm vườn ở những cái khu vực nhỏ nhỏ thì rất là ok thôi. Đó, rất là ok. Nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh gọn gàng. Đấy, để dùng mình chăm sóc những cái khu vườn nhỏ nhỏ hoặc trên chậu cảnh chậu tiếc cũng ok. Giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là cào xẻng mini. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái bộ cào xẻng mini như này nhá. Mini thôi nhá, nó rất là nhỏ thôi. Đó, mini nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Đấy, bộ ba thớt kháng khuẩn. Đấy, bên shop thì đang bán cho bác cái giá là 60k. Đấy, đợt này thì về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một cái bộ ba thớt kháng khuẩn như này. Bộ ba này, bộ ba thớt nhá. Đấy, lên theo là bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Đấy, thớt kháng khuẩn 5D, rất là sạch đẹp các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng thớt với 3 chiếc, cũng khá là to luôn các bác. Đấy. Con to nhất này thì đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi con to nhất thì đường kính là 35cm nhá, 35cm. Còn con nhỡ là 30 mà con nhỏ nhất là 20. Đây, đấy, đầu tiên là con to nhất là 35 này. Đấy, con nhỡ là 25 này và con nhỏ là 20 nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Combo cho các bác là 3 thớt 5D nhá.
Đấy, đây bộ ba thớt 5D này, đấy, thớt kháng khuẩn 5D nhá, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây, những con thớt cực kỳ chất lượng như này các bác này, đấy, rất là chất lượng luôn, nó rất là đẹp nhá, thớt 5D kháng khuẩn nhá. Đấy, giá sẽ là, giá của nó sẽ là 55.000 cho một cái bộ ba thớt kháng khuẩn như này, bộ ba thớt kháng khuẩn 5D giá của nó sẽ là 55k nhá, 55.000. Đó, sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ ba dao cán gỗ nhá. Bộ ba dao cán gỗ thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con dao chặt các bác này, con dao chặt hàng của thương hiệu Asaka nhá, hàng thương hiệu Asaka. Đó. Con này thì cân nặng của nó khoảng 4 đến 5 lạng. Đấy, khoảng 4 đến 5 lạng. Và con này thì giá bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 180.000. Con này thì hàng siêu bén luôn. Đây để em test dọc giấy cho bác xem này, rất là bén các nhá. Đó. Rất là bén luôn các bác theo. Đây, rất là bén luôn. Đó, rất bén các bác nhá. Đó. Rất là bén các bác này. Đó. Dao bản tương đối là dày như này mà cũng dọc được giấy như này là cũng ok rồi các bác nhá. Đấy. Bản rất là dày mà cũng dọc giấy ngon như này là ok rồi các bác này. Đó, rất là ngon luôn. Đó. Đây các bác thấy không? Đó. Hàng của thương hiệu Asaka Japan nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật made in Japan này, thép SK50 gỉ này. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Lên cho em là dao chặt gỗ, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đó, lên cho em là chặt gỗ này. Đó. Chặt gỗ cán nó bằng gỗ mà, cho nên em gọi tên nó là dao chặt gỗ. Nó nặng khoảng 5 lạng, nặng khoảng 5 lạng nhá. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho con dao chặt gỗ như này. Đấy, 180.000 các bác nhá. Lên cho em là dao chặt gỗ, giá sẽ là 180.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao thái gỗ nhá. Thái gỗ này. Con này thì hàng của thương hiệu Seki nhá. Hàng thương hiệu Seki Japan này. Đấy, Seki Japan. Thì con này các bác lên cho em là dao thái gỗ nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, thái gỗ, giá của nó sẽ là 90k. 90k cho con dao thái gỗ như này. Con này cũng rất là bén luôn. Đây các bác này, đó. Rất là bén luôn các bác. Đó, các bác theo. Đây. Rất bén luôn các bác nhá. Dao rất là bén luôn. Đấy, dùng thoải mái luôn các bác. Đấy, dao rất là bén luôn các bác theo. Đó. Dao rất là bén luôn nhá. Khá là ok luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con dao thái gỗ như này nhá. Lên cho em là dao thái gỗ, giá của nó sẽ là 90.000. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái con. Đó, nhỏ hơn một chút. Con này thì chiều dài của nó khoảng 30cm nhá. Chiều dài của nó khoảng 30cm. Con này thì em lên tên nó là thái gỗ. Tiếp theo là lên cho bác cái con gọt gỗ nhá. Đấy, con này thì dao gọt, dao dùng để gọt, nó nhỏ, dài khoảng 20cm. Đấy, con này cũng khá là bén luôn này các bác này. Đó. Đây, rất là bén luôn các theo. Đây. Rất là bén các nhá. Nó rất là bén luôn. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 40k. Con này thì các bác lên cho em là gọt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là gọt gỗ này. Đó. Gọt gỗ, giá của nó sẽ là 40k trên con dao gọt gỗ như này. 40.000 các bác nhá. 40.000 thôi. Đó. Nếu các bác lấy combo nhá, combo thì mua 2 thì sẽ được tặng 1. Đấy, nếu mua 2, mua một con chặt, một con thái thì sẽ được tặng cái con gọt này nhá. Mua con chặt, con thái tặng con gọt này. Đây. Ví dụ các bác mua 2 con này là mua 2 con này thì sẽ là 270.000, 270.000. Bao ship. Đấy. Con này thì sẽ là 90.000 và con này 180 và con này 90 là 270 thì sẽ được tặng một con này. Thì các bác có thể lên cho em là bộ ba dao cán gỗ giá sẽ là 270.000 và bao ship nhá, bộ ba con luôn. Đấy. Lên cho em là bộ ba dao cán gỗ này. Bộ ba dao cán gỗ. Đó, bộ ba dao cán gỗ. Giá của nó sẽ là 270k, 270k và bao ship nhá. Đó, bao ship cho bác luôn 270.000. Bao ship bộ ba dao cán gỗ, nó sẽ bao gồm 3 con cán bằng gỗ như này các bác nhá. Đấy. Bộ ba dao cán gỗ giá của nó sẽ là 270.000 và bao ship cho bác luôn. Hàng chất lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái mẫu khò ga. Thì bên em về thì nó sẽ có 2 mẫu. Đó là mẫu khò ga trắng này, các bác lên cho em là khò ga trắng nhá. Đó. Con này thì cũng có điều chỉnh tăng giảm này và có đánh lửa tự động, và phần kết nối này bằng đồng hết nhá, phần dẫn lửa này bằng đồng hết, cho nên là rất là bền và chắc chắn luôn. Giá của nó thì sẽ là, các bác lên cho em là khò ga trắng nhá, khò ga trắng giá của nó sẽ là 50k trong con khò ga trắng như này, 50k trong con khò ga trắng như này nhá. Đấy, lên cho em là khò ga trắng giá sẽ là 50.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái khò ga hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đó, con này thì các bác lên cho em là khò ga đại nhá, khò ga đại. Nó về thì nó sẽ có hai màu xanh và màu đồng như này, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đó. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120k nhá. 120k. Đó. Dòng này thì nó sẽ là cao cấp hơn. Đấy, các cái phần kết nối rồi phần dẫn lửa của nó sẽ là
dày dẫn hơn, to chắc chắn hơn. Giá thì sẽ là cho các bác là 120.000. Lên cho em là khò ga đại, giá sẽ là 120k cho một con khò ga đại như này nhá. 120.000 cho một con khò ga đại như này. Con này thì các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt rồi. Lên cho em là khò ga đại, giá sẽ là 120k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá. Đây. Đấy nó sẽ như này các bác này. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em, công suất của nó sẽ là 160W hay 160W. Thì ví dụ như là các bác muốn giày nó nhanh khô mà nó không bị hỏng đấy thì các bác dùng con này cho em. Hàng con này thì nó sẽ là hàng cao cấp các bác nhé, hàng của thương hiệu Sokani, hàng đây Sokani, hàng của Nhật nhé, hàng của Nhật Sokani, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, có báo nhiệt độ luôn các bác nhé, có báo nhiệt độ này các bác này, đấy, có báo nhiệt độ luôn, đây, đấy, giá thì đây về nhà thì các bác đẩy cái này lên cho em này, đẩy cái này lên, đấy, sau đó thì mình cắm điện trực tiếp vào cho em nhé, cắm điện trực tiếp cho em, đấy, cái này thì on up như này, đó nhá, on up như này rất là tiện luôn. Và nó sẽ tự ngắt nhé. Các bác có thể để theo thời gian là 30 phút, 60 phút, 90 phút và lâu nhất là 120 phút nhé. Máy sấy giày. Lâu nhất là 120 phút nhé. Đấy, cắm điện vào này. Con này thì nó sẽ có cả tia UV để khử khuẩn luôn nhé, để diệt khuẩn luôn. Đấy. Và cái hơi nóng của nó sẽ phả ra các bác nhé. Đấy, đây. Các bác cứ bật này lên này. Đấy, bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Bật lên mình sử dụng đây. Đấy. Hơi nóng nó sẽ đẩy ra và các bác có thể hẹn giờ cho em là 30 phút này đấy hoặc là bao nhiêu phút đấy thì tùy mình các bác nhá. Đó, đây và nó sẽ có dơ le tự ngắt luôn đấy các bác nhá. Đấy các bác vặn đi này cho em này, đấy vặn đi như này nha. Đấy và bắt đầu nó sẽ tự nó sẽ hoạt động này, nó sẽ đẩy ra hơi nóng này và có cái tia UV để khử khuẩn luôn nhá. Đấy giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là máy sấy giày nhá, giá của nó sẽ là 190.000. Đấy, lên cho em là máy sấy giày này. Máy sấy giày này. Máy sấy giày, giá của nó sẽ là 190k cho một con máy sấy giày như này nhá. 190.000, lên cho em là máy sấy giày. Đây. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng của thương hiệu Sokani, hàng của Nhật nhá. Đó. Công suất của nó sẽ là điện 220V này. 50Hz và 160W nhá, 160W. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá rất là tốt nhá. Đấy. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đấy các bác có thể tắt đi ở đây. Đấy, gập gọn vào. Mình lại gập gọn vào, tắt đi, rất là tiện dụng luôn. Đấy, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Tắt đi, bật lên này và chỉnh thời gian này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 cho một con máy sấy giày như này thôi. Rất là tiện các bác nên mua để mình sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em là máy sấy giày. Giá sẽ là 190k cho một con máy sấy giày như này nhá. 190.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con ghế các bác này. Đây. Nó sẽ là một con ghế mini như này. Rất là nhỏ gọn luôn các bác này. Đấy, một con ghế mini như này. Đấy, con này thì kích thước của nó thì vào khoảng là 25 25 25 nhá. Đấy. Dài rộng cao đều là 25 hết nhá. Rất là nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mang đi du lịch cũng rất là ok. Con này mang đi du lịch cũng được. Đây, rất là nhỏ gọn như này. Các bác có thể bỏ vào bao lô mang đi du lịch hoặc là đi câu, đi chơi, đi phượt đều được hết. Lên cho em là ghế A nhá. Ghế A, giá của nó sẽ là 90k cho một con ghế A như này nhá. Đấy, ghế A, giá của nó sẽ là 90.000. Đó. Các bác lên cho em là ghế A nhá. Đó. Ghế A, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con ghế A như này. Con này có phải ghế A không nhỉ? Lên cho em là ghế A nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một con ghế như này thôi. 90.000 thôi nhá. Rất đẹp và rất tiện dụng luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Ngày hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều máy hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái nồi cơm điện Saab nhá. Đấy, nồi cơm điện Saab. Hàng này thì hàng cao cấp của Nhật và hàng xuất sang Hàn nhá. Hàng của Nhật và xuất cho Hàn Quốc các bác nhé. Đó. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một cái một cái khay hấp này, một cái ca đong gạo này, một cái môi chống dính cực kỳ xịn sò luôn này. Đó. Và một cái dây cắm như này nhá, một dây cắm điện như này. Đó. Nồi của nó thì có phiếu bảo hành các thứ đàng hoàng các bác nhé. Đấy. Và đây nó sẽ là một cái xoong, một cái mâm, một cái nồi cực kỳ dày luôn.
Dòng này của nó thì nó siêu dày luôn các bác nhá, siêu dày luôn. Đấy, lô này thì hàng của Sáp. Hàng này nó là hàng mới toanh thành toanh, chưa qua sử dụng nhá. Đấy, chất lượng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất lượng lắm các bạn. Đấy, dày dẫn chắc chắn này, đây. Đấy, bên trong của nó đây. Đây. Đấy, mâm gang đúc này, gang đúc cực kỳ là dày dẫn luôn nhá. Gang đúc rất dày dẫn luôn. Đấy, gang đúc dày dẫn này. Đấy, nắp của nó là nắp ấn này, quai sách này. Quai sách này thì các bác không bao giờ lo bị bong quai, bị hỏng quai nhá, không bao giờ lo bong quai hỏng quai. Và nồi của nó là nồi cơ rất là tiện dụng luôn. Đấy, khi dùng các bác chỉ cần nhấn này là xong, rất tiện dụng nhá. Đấy, chuyên để nấu cơm rất tiện dụng luôn. Đây. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn nhá. Đây. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đấy. Cái mâm này của nó dày lắm các bạn. Đây, đây. Cái nồi này của nó rất là dày các bác này. Đấy, của nó thì bằng của nó thì là bằng nhôm nhá, bằng nhôm, nồi bằng nhôm rất là dày luôn các bác này. Đây. Dùng rất là đã luôn. Gõ nó con con này các bác. Đấy, rất là dày nhá. Nồi này thì của nó là dung tích là 1,8 lít nhá, dung tích 1,8 lít. Đó. Rất dày dẫn và chắc chắn luôn các bác nhá. Dòng này dùng thì nói chung là miễn chê luôn các bác. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, khi các bác cho cơm vào nấu các bác chỉ cần nhấn này là xong này. Đấy. Nhấn này là xong. Nó rất là tiện dụng luôn. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Hàng này thì nó sẽ là hàng thương hiệu của Sáp của Nhật nhá. Đấy, thương hiệu của Sáp của Nhật này. Và nó sẽ là hàng xuất sang Hàn Quốc nhá. Đây. Xuất sang Hàn Quốc này. Đấy. Đây cái thông số của nó đây các bác nhá, thông số của nó đây. Đây. Con này thì nó sẽ là 900W này, dung tích 1.8L này, điện 220V và dòng 50Hz nhá. Đó. Một con nồi cơm của Sáp như này, cực kỳ xịn sò cho bác luôn. Đấy. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy. 220V này, 900W này. Các bác nhá. 1.8L này. Đấy, thông số các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đây con này. Đấy. Rất là ngon lành luôn. Mâm niếc cực kỳ là dày luôn, nồi đế dày nhá. Đấy. Và của nó là nó thiết kế theo kiểu là mà nồi ôm lòng như này nhá, nồi ôm lòng như này cho nên là nó giữ nhiệt rất là tốt luôn. Hỏa lực cực mạnh, giữ nhiệt tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp giá của nó sẽ là 500k bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là nồi cơm Sáp này. Nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó, nồi cơm Sáp 500k bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô của Nhật các bác nhá. Ô của Nhật đây. Đấy, dòng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và hàng rất là chất lượng cho các bác luôn. Thì một con ô Nhật như này. Đấy, nó sẽ là thuộc dòng ô tự động các bác nhá. Ô Nhật tự động và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có 80k cho một con ô như này thôi. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 3-4-5 màu như này. Đấy, nó sẽ có 4-5 màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Nói chung những cái màu này đều là những cái màu rất là đẹp nhá. Đều là những cái màu rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, màu hồng rất tuyệt vời luôn nhá. Một con ô cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, nó sẽ là dòng ô tự động nhá. Đây các bác này. Đây. Khi mở ra nó sẽ như này. Đấy. Mở ra thì nó sẽ là một con ô cực kỳ là chắc chắn luôn nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Chế độ của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là vải, vải này là vải nước đổ đầu vịt nhá. Vải nước đổ đầu vịt cho nên là khi nước nó có chảy xuống là nó lại trơn đi luôn, rất là tiện dụng các bạn. Đấy. Và ưu điểm của con này thì chống gió trong chiếc rất là tốt luôn. Đây em giật như này nhưng mà không có vấn đề gì nhá. Đấy, rất là tốt luôn. Và khi các bác muốn thả ra thì chỉ cần ấn này là nó ra thôi. Ấn này nó ra, rất là tiện luôn. Và khi thu vào thì các bác chỉ cần đẩy vào như này thôi. Đấy, còn khi bật ra các bác bấm này nó ra này. Đấy, ấn này nó sẽ ra. Và khi các bác thu vào thì rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần ấn tay này là nó vào này. Đấy. Chứ các bác không cần phải là lấy tay để bóp. Đấy, các bác chỉ cần bấm này nó ra, bấm này nó lại vào. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác nhá. Chiều dài của cái ô này thì nó chỉ vào khoảng là 30cm thôi. Chiều dài khoảng 30cm rất tiện dụng luôn. Đó, và gấp ra gấp vào nó cũng rất là gọn. Đấy, các bác có thể mang đi học, đi làm, đi du lịch, đi chơi được hết nhá. Đấy, rất là gọn này. Các bác bỏ trong túi này. Đấy, có thể bỏ túi quần, túi áo hoặc bỏ bao lô, túi sách đều được hết nhá. Rất là gọn gàng. Lên mã giúp cho em là ô Nhật nhá. Ô Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là. Đấy, đang vào mùa mưa rồi. Đấy, các bác mua lấy cái để mình dùng. Đó, lên xem là ô Nhật này. Ô Nhật nhá, lên xem là ô Nhật này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. 80k cho một con ô Nhật thế này. Đấy, lên xem là ô Nhật giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái dòng bật lửa cây nhá. Các bác lên xem là bật lửa cây. Trước khi dùng thì các bác đẩy cái mở cái khóa này ra cho em này. Đấy, là mình bật được này. Đây. Đấy. Các bác dùng để hút thuốc lào, thuốc lá này. Đấy, rất là tiện luôn nhá.
Đấy, em đang sử dụng quạt mà cũng không bị tắt nhá. Đấy, hút thuốc lào, thuốc lá hoặc là các bác sử dụng rất là tiện luôn. Đây, đầu bơm ga ở dưới này nhá. Cái này thì nó sẽ có sẵn ga rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Lên cho em là bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây. Đấy, coi theo. Đấy. Bóp này xong rồi ra lửa này, rất là tiện luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có lấy khóa này. Đấy, lấy khóa này để khi các bác vận chuyển thì nó không bị bật tự động này, hoặc là khi các bác không dùng nữa thì các bác có thể tắt đi. Và đây nó sẽ có điều chỉnh cái lượng ga ra để ra lửa to nhỏ này, chỉnh ở đây các bác nhé. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, điều chỉnh ở đây. Lên cho em là bật lửa cây nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k. Đấy, lên cho em là bật lửa cây này. Đó. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 30k cho một con bật lửa cây như này nhá. 30.000 cho một con bật lửa cây như này. Đấy, lên cho em là bật lửa cây, giá của nó sẽ là 30k. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn nhá, giá rất tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Có lên cho là cọ nồi. Cái này thì giá rất rẻ cho bác luôn, chỉ có 15k thôi. Về nhà các bác xoáy cái này cho em này. Sau đó thì các bác đổ cho em cái nước rửa bát vào đây. Đổ các cái loại dòng nước rửa bát vào đây nhá, nước rửa bát vào đây, sau đó thì có xoáy cái nắp lại này. Khi nào rửa thì các bác chỉ cần là nhấn cái này là nó sẽ đẩy không khí là nó sẽ ra nhá, nó sẽ ra và các bác kỳ cọ đánh rửa xong nồi rồi bát đĩa rồi, nói chung là các cái loại đều ok hết nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k trên một chiếc như này nhá. 15.000. Còn mua từ 3 cái thì nó sẽ là bằng 40k nhá. 40.000 cho 3 chiếc. Đấy, 40.000 cho 3 chiếc, còn mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc. Đó, lên cho em là cọ nồi nhá. Qua lên cho em là cọ nồi này. Đó, lên mã giúp cho em là cọ nồi nhá. Cọ nồi. Giá sẽ là 15k cho một cái như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thuốc chuột của Thái nhá. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. Hàng này của nó thì siêu nhạy luôn. Cái này nó thu hút chuột rất là tốt. Đấy, khi một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến luôn nhá. Đấy, chỉ cần một con đến là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn luôn. Và cả đàn sẽ chết luôn nhá. Màu sắc thì rất là sặc sỡ, nó sẽ thu hút cái con chuột nhá. Đó, hàng thì 100% là hàng nội địa của Thái Lan này. Đây, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, toàn bộ là chữ Thái Lan hết nhá. Hàng nội địa của Thái Lan nhá. Hàng này thì thị phần bán của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn đây các bác này. Đấy, thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn, bán cực mạnh luôn. Nó chết là chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn. Một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn luôn. Đấy, và chết cả đàn luôn các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là viên thuốc chuột Thái nhá. Đấy, lên cho em là thuốc chuột Thái này. Đó. Thuốc chuột Thái, thuốc chuột Thái. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một hộp như này. Bác nào mua từ 5 hộp thì giá của nó sẽ là 140k nhá, 140.000 cho 5 hộp. Đấy, còn mua lẻ thì sẽ là 30k cho một hộp như này. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái thuốc diệt dán hàng của Nhật nhá. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 12 viên nhá, 12 viên. Đây, nó sẽ là 12 viên như này. Thì về nhà các bác sử dụng là các bác bẻ ra cho em. Đấy. Các bác bẻ ra cho em từng viên một nhá. Bẻ ra cho em từng viên một đây. Đấy, các bác cứ bẻ ra cho em từng viên một, sau đó thì mình sẽ đặt vào các cái vị trí như là gầm tủ bếp này, rồi tủ quần áo này, rồi nói chung là tất cả các vị trí nào mình cần đặt vào. Đó, đây sẽ là một cái dạng viên như này. Đấy thì các bác về nó sẽ có hai bịch của nó sẽ là 12 viên nhá. Đây. Đấy, nó sẽ có hai bịch như này, hai bịch là 12 viên. Hàng này thì nó cũng là hàng cao cấp của Nhật và thị phần bán của nó cũng là số 1 của Nhật Bản luôn. Nó bán số lượng cực kỳ lớn. Một hộp này là 12 viên này. Hàng made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, thị phần bán của nó đây. No 1 các bác này. Đấy, thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Chuyên trị các loại như là dán mẹ này, dán con này, trứng dán này, dán tổ nhá. Đấy. 1 2 3 4 các loại dán luôn. Con này thì chuyên đặc trị dán nhá. Dán cứ gọi là chết lăn quay luôn các nhá. Đấy, chết lâm sàng, chết lăn quay ra luôn. Đó. Lên mã cho em là hộp thuốc dán nhá. Đấy, bên em có cả cái lọ nữa. Lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k. 50k cho một cái hộp thuốc dán như này. Lên cho em hộp thuốc dán, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái mài dao ba khe nhá. Mài dao ba khe thì bên em có hai mẫu như này. Đang có hai mẫu như này. Một cái mẫu là của thương hiệu Asaka nhá, Asaka Japan. Mẫu này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k nhá, 40k. Đấy, 40k cho một cái mài dao ba khe như này. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là mài đầu bếp nhá, mài đầu bếp. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên cho em là mài đầu bếp này. Mài đầu bếp nhá. Đó.
mài đầu bếp giá của nó sẽ là 40k nhé, 40k cho con mài đầu bếp như này đó. Còn bên xúc có một loại cao cấp hơn, con này thì các bác lên cho em là mài ba khe nhé, mài ba khe đấy, nó có ba khe như này. Và hàng thì của nó thì là của thương hiệu Katashiwa nhé, Katashiwa made in Japan luôn đó. Con này thì cao cấp hơn, lên cho em là mài ba khe. Con này thì các bác lên cho em là mài ba khe nhé, đó, mài ba khe, mài ba khe đỏ đi, nó màu đỏ như này, lên cho em là mài ba khe đỏ này. Con kia là mài đầu bếp nhé, mài ba khe đỏ. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130k nhé, 130k cho con này. Tay nắm tay nước cực kỳ là ngon luôn đấy. Con này thì nó cả tay bàn tay nắm như này, còn con này thì tay nắm của nó tay trơn như này thôi. Con này là nó cả bàn như này luôn đấy, nó cũng có mài thô, mài mịn và mài bén này đó, rất là ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy thì con mài ba khe đỏ này giá của nó sẽ là 130.000, còn con này thì các bác lên cho em là mài đầu bếp nhá, mài đầu bếp giá của nó sẽ là 40k cho một con mài đầu bếp như này, 40.000 cho một con mài đầu bếp này các bác nhá. Lên cho em là mài đầu bếp giá của nó sẽ là 40k các bác này. Đấy, mài cực kỳ là bén luôn, người ta mài cả một cái thẻ cào mà có thể là cái thẻ ngân hàng có thể thái được thịt luôn các bác nhá. Đấy, các bác cứ đưa vào đấy đi để lại này, dao cực kỳ là bén luôn các bác nhá. Đây đấy, cắt không đứt này. Đấy, mài cái thẻ ngân hàng mà người ta còn thái được thịt thì các bạn, rất là bén luôn nhá. Đó, đấy, rất bén luôn các bác thấy không. Giá thì chỉ có 40.000 cho con mài đầu bếp thôi, và con mài bác khe đỏ này thì giá của nó sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Các bác lên cho em là súng thư giãn. Đấy, nó hình một cây súng như này, nên bên em gọi nó sẽ là súng thư giãn nhá, hình một cây súng như này luôn. Đấy, để các bác massage, để đưa vào các cái bắp tay bắp chân rồi bàn tay bàn chân như này. Bộ sản phẩm của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu massage nhé. Đấy, một con máy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, máy rất chất lượng, và của nó thì nó 100% là bằng đồng hết nhé, dây của nó bằng dây đồng hết này. Đấy, các bác đưa vào đây, đấy, đưa vào sau đó thì mình lắp đầu này vào này, bật công tắc lên cho em này, giữ lì nhá, khi bật công tắc các bác giữ lì cho em nhá. Đây con này rất là mạnh luôn nhá, đấy, đây con thấy không, đừng rất mạnh luôn. Đấy, các bác có thể giữ lì này để tắt đi này, rồi đẩy tăng cấp độ lên nhá, đẩy tăng cấp độ lên đó, các bác có thể đẩy tăng cấp độ lên đây. Đấy, mình sẽ cho tăng cấp độ ở đây các bác này. Đấy, giữ lì ở đây này, giữ lì nó lên này, sau đó thì tăng cấp độ, nó sẽ có 6 cấp độ cho bác này. Đấy, dùng rất mạnh luôn, dùng rất mạnh luôn nhá. Đấy, đưa vào các cái bắp thịt các bác này. Đấy, giúp cho các cái bắp thịt rồi cơ bắp của mình nó được thư giãn nhá. Đấy các bác thấy không? Đó, các bác có thể tăng cấp độ lên nhá. Và nó rất là nhiều tiện ích luôn. Giá thì các bác chỉ cần rút ra lắp vào là xong. Giá thì các bác lên cho em là súng thư giãn nhá, súng thư giãn giá thì chỉ có 170.000 cho con súng thư giãn như này thôi. Đó. Các bác lên cho em là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn nhá. Súng thư giãn, giá của nó sẽ là 170k. Nó hình cây súng như này, cho nên em gọi là súng thư giãn nhá. Đấy, giá sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Đây, nó sẽ là hình cây súng như này các bác nhá. Đấy, hình cây súng như này. Đó, nên các bác lên cho em là súng thư giãn nhá, súng thư giãn này. Súng thư giãn, giá của nó sẽ là 170k nhá, 170k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Massage cầm tay gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể, có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tay để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Massage cầm tay gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể, có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Và với sản phẩm nắm sao nhá.
Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Đó, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sấy đũa nhá. Các bác lên trên là hộp sấy đũa. Đấy. Con này thì về nhà các bác cắm vào cái ổ sạc điện thoại nhà mình thôi, nó rất là tiện dụng luôn. Đó. Nó sẽ là vừa sấy đũa vừa khử khuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Đấy, nó sẽ có dây như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Nó có dây và nó sẽ có kèm cho các bác là miếng dán luôn. Có miếng dán nha các bác nhá, có dây, có miếng dán. Đấy, dây như này về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Có sẵn dây này luôn, về nhà cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình. Về nhà các bác mở ra này, đấy cho đũa vào đây chị em. Có cái miếng dán như này nha, về nhà các bác bóc ra này, bóc ra sau đó thì các bác ấn vào đây chị em này. Đây đẩy vào lẫy, đẩy lẫy vào đây. Đó, đẩy vào đây chị em. Đó, sau đó thì bóc miếng dán này ra để mình dán nó vào tường này. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái móc đeo như này. Các bác lắp vào đây cho em nhé. Lắp cái móc đeo này vào đây này. Để mình có thể là đeo thêm kéo này. Đeo thêm kéo hoặc là đeo thêm các cái, những cái đồ lặt vặt, tạp dề, tạp riếc hoặc là những cái kéo hoặc những cái gì nạo nước mình đeo vào cái đít này cho em. Rất là gọn luôn. Và đũa thì các bác bỏ vào đây nhé. Bỏ vào đây để mình sấy này. Con này thì nó vừa là sấy vừa là hồng ngoại luôn nhé. Đấy, vừa là sấy vừa là có tia cực tím để diệt khuẩn luôn các bác nhá. Rất là tiện luôn đây. Về nhà thì các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Đây cắm đây cho em này. Đấy cái đũa là mình ăn thường xuyên cho nên là mình phải dùng qua cái sấy này cho nó an toàn qua. Đây bật công tắc lên này. Đấy. Thì các bác mở nắp lên. Đấy thì khi mình bật thì cái cánh quạt ở đây nó sẽ quay này và nó sẽ có cái tia cực tím này nhá. Vừa sấy cho nó khô đũa này, vừa là tia cực tím để diệt khuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Thì các bác nút này nút nguồn này. Đấy bật nút nguồn này lên này, bật nút nguồn lên sau đó thì các bác bật cái nút bật tia cực tím này lên. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy, dán vào tường. Các bác bỏ đũa bỏ ấy vào đây. Khi mình rửa xong thì mình bỏ vào là nó sẽ tự khấy sấy khô và khử khuẩn luôn nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là hộp sấy đũa nhá, hộp sấy đũa. Các bác lên cho em là máy sấy đũa nhá. Đó. Máy sấy đũa này, đó, máy sấy đũa. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá, 100 cành cho một con máy sấy đũa như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Nên mã kia là máy sấy đũa này, rất nhỏ gọn luôn. Chiều dài của nó thì khoảng 30 cm, chiều rộng thì khoảng là gần 20 cm và rất là nhỏ gọn, có quai đeo như này rất tiện dụng luôn. Đấy, đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế sử dụng luôn để các bác nắm được cái cách thức sử dụng các bác nhá. Nói chung là con này thì rất là tiện dụng rồi, nhỏ gọn tiện dụng và cái đũa này thì nó rất là an toàn. Đấy nhà mình đây các bác này, đó thì đây nó rất là tiện dụng như này, các bác chỉ cần là dán cái miếng dán vào. Đấy nó sẽ có là khử bằng tia UV luôn, bật lên này. Đấy rất là tiện luôn và có khay đổ nước đi nhá, rất là tiện. Các bác đựng vào cốc chén thì nó rất là bật đây, dán cái miếng dán lên này, sập nó xuống này. Đó mở nắp ra này, cho đũa vào cho em này. Đó, đũa rồi thìa rồi dao dọa các bác cho hết vào cho em. Sau đó thì các bác bật lên. Đấy. Sấy bằng tia UV nhá, cực kỳ là an toàn luôn. Đó, diệt khuẩn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 100.000 cho con máy sấy đũa này thôi, lên cho em là máy sấy đũa nhá. Nó rất tiện dụng luôn. Đấy các bác rửa xong thì các bác bỏ vào đấy, bật lên cho em là xong. Đó, bật lên. Đó, rất ok. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên cho em là nhang trầm nhá, lên cho em là nhang trầm này. Đó. Lên mã giúp cho em là nhang trầm Nhật này. Đấy, nhang trầm Nhật nhá. Lên cho em là nhang trầm Nhật này. Giá sẽ là 40k trên một một hộp như này. 40k trên một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 100 vòng luôn, 100 vòng luôn. Đấy. Nguyên cái hộp của nó đậy cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy. Hộp này 100 vòng nhá và nó sẽ là trầm gỗ tự nhiên cho nên nó khá là thơm các bạn. Đấy, trầm gỗ tự nhiên khá là thơm luôn. Đấy nó sẽ có 50 vòng và 50 vòng này thì mỗi vòng nó sẽ là chia ra làm hai nhá. Đấy về nhà thì các bác dỡ ra nó sẽ ra làm hai vòng rời nhau. Đấy. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu cực kỳ luôn. Ở đây thì các bác có thể sử dụng nó sẽ có một cái lẫy để các bác để như này. Đây, có một cái lẫy như này này để các bác ấn lên các bác để vào nhá. Đấy. Thì sau đó thì các bác sẽ sử dụng là sau đó thì các bác sử dụng thì nó rất đơn giản thôi. Về nhà các bác chỉ việc là đốt lên mình sử dụng này. Đấy, ngày lễ, ngày Tết hoặc là các bác có thể là không gian thư thái thì các bác có thể đốt lên một chút nhang trầm này để mình thưởng thức, nó cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy.
một hộp này của nó sẽ là 100 vòng luôn. Và một vòng này thì các bác có thể đốt liên tục được cho em là từ 2 đến 4 tiếng, tùy theo cái khu vực các bác để nó có gió hay không nhá. Nắp của nó thì khá là khít luôn, cho nên là nó giữ cái độ ấy rất là tốt luôn, giữ cái độ mùi hương rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40k cho một hộp nhang trầm như này, lên cho em là nhang trầm Nhật nhá. Sẽ là 40k trên một hộp như này, của nó sẽ là 100 vòng luôn nhá, 100 vòng. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn, giá quá là rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Qua lên cho là nước hoa khách sạn. Đấy, nó sẽ là một cái lọ nước hoa như này. Đấy, cái này thì bên Nhật nó dùng khá là nhiều luôn. Người ta dùng trong các cái hệ thống như là nhà hàng, khách sạn, phòng nghỉ này. Về nhà các bác tháo cái bấc này ra cho em, sau đó thì tháo cái nắp này ra. Đấy, đút cái bấc này vào. Đó, để mình để trong phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Dòng này thì bên Nhật nó chuyên sử dụng để trong các cái nhà hàng khách sạn nhá. Trong nhà hàng khách sạn, mùi thơm của nó thì cực kỳ là dịu nhẹ và dễ chịu luôn. Đó. Cho nên các bác đi nhà hàng khách sạn các bác lúc nào cũng thấy nó thơm phức là như thế nhá. Đấy, thơm dịu nhẹ, dễ chịu và hương thơm rất là quyến rũ luôn. Đó thì giá một lọ này chỉ có 30 cành thôi. Nên đã giúp cho em là nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30k. Đó, các bác lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30k trên một lọ như này. Các bác có thể mua để về mình để nhà phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, hoặc là bác nào nhà có nhiều phòng hoặc là nhà làm khách sạn, nhà hàng thì các bác dùng cái này cho em. Giá chỉ có 30k thôi một lọ như này. Đấy, về nhà các bác cắm cái bấc của như này rất là đẹp luôn để trang trí nha, mùi rất thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nước hoa khách sạn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lấy giấy tai đa năng nhé. Qua lên cho là lấy giấy tai đa năng. Giá thì chỉ có 30k cho một cái bộ lấy giấy tai đa năng như này thôi. Giá của nó sẽ là 30.000. Con này thì các bác có thể treo vào móc khóa được luôn nhá. Treo vào móc khóa rất là tiện dụng. Ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là combo, một bộ bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 cái lấy giấy tai như này. Rất tiện dụng luôn, 6 cái luôn các bác nhá. Hàng bằng inox dày dẫn chắc chắn xịn sò. Đấy, và giá thì rất hợp lý, chỉ có 30 cành thôi, 30 cành. Sẽ có cho các bác một cái đầu lò xo này, một cái đầu xoắn ốc này, và các cái đầu lấy như này, to nhỏ lớn bé mẹ con, dài ngắn đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, bộ sản phẩm rất đẹp, rất chất lượng như này. Giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác có thể đeo vào móc khóa xe máy này, hoặc là đeo vào móc khóa ô tô, hoặc là đeo vào ba lô rất là tiện. Có gioăng chống nước luôn, bằng inox sáng bóng như này. Lên đã giúp cho em đó là qua lên cho em là lấy giấy tai đa năng nhá. Đấy, lấy giấy tai đa năng. Lấy giấy tai này, lấy giấy tai đa năng. Giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc như này nhá. 30k cho một cái bộ lấy giấy tai đa năng này, rất tiện dụng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bấm cúc nhá, bộ bấm cúc như này. Lên cho em là kìm bấm cúc này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, một cái bộ kìm bấm cúc như này sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc đa di năng như này để các bác bấm quần, bấm áo hoặc bấm những cái khuy rất là ok cho bác luôn. Lên cho em là kìm bấm cúc nhá. Kìm bấm cúc này. Đó. Kìm bấm cúc. Đấy, giá của nó sẽ là 40k trên một cái bộ kìm bấm cúc như này. Nó sẽ có bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái dụng cụ bấm như này, cúc thì này rồi các cái lót liếc như này nhá. Đấy, đầy đủ cho bác luôn. Bộ của nó sẽ là 40.000. Lên cho em là kìm bấm cúc nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Đây các bác này. Xuyên sửa quần áo, cúc khuy lâu ngày bị bung. Thì kìm bấm cúc áo này chính là trợ thủ đắc lực rồi đây, giúp bấm khuy nhanh chóng, dễ dàng chỉ trong một nốt nhạc, dùng được cho mọi loại vải, từ cứng tới mềm, từ quần jean, áo khoác cho đến túi sách, các loại đồ thủ công và mọi loại đồ khác. Các chị em vụng về sẽ không phải ngán ngẫm khi ngồi may từng chiếc cúc nữa. Khuyến mãi lên đến 50% chỉ trong hôm nay cho một chiếc kìm bấm đa năng. Mua từ 2 cái miễn phí giao hàng. Những ai hay mặc quần bị rộng bụng, nên gấu quần hay thường xuyên sửa quần áo, cúc khuy lâu ngày bị bung. Thì kìm bấm cúc áo này chính là trợ thủ đắc lực rồi đây, giúp bấm khuy nhanh chóng, dễ dàng chỉ trong một nốt nhạc, dùng được cho mọi loại vải, từ cứng tới mềm, từ quần jean, áo khoác cho đến túi sách, các loại đồ thủ công và mọi loại đồ khác. Các chị em vụng về sẽ không phải ngán ngẫm khi ngồi may từng chiếc cúc nữa. Khuyến mãi lên đến 50% chỉ trong ngày. Rất là ngon lành luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai nhá. Đấy thì các bác lên cho em là tất hộp 5. Đấy thì dòng này của nó là 5 đôi mà, nó đựng trong hộp nên cho em là tất hộp này. Đấy, tất hộp 5, nó sẽ có màu đen và màu ghi nhá, tất hộp 5 đen hoặc là tất hộp 5 màu ghi này. Giá của nó sẽ là 85k nhá, 85k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá, 5 đôi. Lên cho em là tất hộp 5 nhá. Đấy, tất hộp 5. Đây. Tất hàng của thương hiệu Nai, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn nhá, dày dẫn chắc chắn.
cổ cao tầm khoảng là trên 10 cm. Đấy, co giãn 4 chiều, thấm mồ hôi tốt, chống hôi chân, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, chống hôi chân, chống nấm mốc. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá, hàng thương hiệu Nike của Nhật đây. Nike các bác này. Đấy, Nike, hàng đựng trong hộp như này. Nguyên cái khâu đóng gói của nó thôi đã chất lượng rồi. Bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá nó cực kỳ là tốt luôn. Đấy, 85.000 trong hộp 5 đôi như này. Bên em về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi nhá, màu đen màu ghi. Lên cho em là tất hộp 5. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 đôi trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà rất là ok nhá. Đấy. Co giãn rất là tốt luôn, co giãn rất tốt luôn, co giãn 4 chiều này, dây chun của nó khá là ôm luôn nhá. Các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Từ những cái đường kim mũi chỉ của nó này, những cái chất máy của nó này rất là đẹp luôn nhá, độ dệt của nó này. 100% của nó là sợi cốt tông nhá. Chống hôi chân, chống nấm mốc rồi các kiểu con là điểu luôn. Đấy, hộp này của nó sẽ là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái hộp tất như này, giá của nó chỉ có 85.000 thôi, 85.000 cho 5 đôi tất nhá. Tất hộp 5. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái các bác lên cho em là tất 10 nhá. Lên cho em là tất vỉ tất 10 này, lên cho em là vỉ tất 10 này. Đấy. Vỉ tất 10 nhá. Vỉ tất 10 thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu trắng. Đấy, cũng có cho các bác là màu đen, màu trắng, giá thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 trên 10 đôi tất như này. Đấy, 90.000 trên 10 đôi tất như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất là tốt nhá. Đấy, đây. Của nó sẽ là như này nhá. Cái này thì nó sẽ có màu đen, màu trắng cho các bác này. Đấy. Cái này thì cổ của nó vừa phải thôi, không quá cao. Đấy, đây các bác này, hàng của thương hiệu Nike nhá. Đấy, chính hãng cho bác luôn. Đây, hàng thương hiệu Nike chính hãng này. Đấy, có màu đen, màu trắng nhá. Vỉ này của nó thì bao gồm cho các bác là 10 đôi luôn. 90.000 cho 10 đôi tất, 90.000 cho 10 đôi tất các bác nhá. Đấy. 90.000 cho 10 đôi tất như này. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Siêu hạt rẻ luôn. Giá của nó sẽ là 90.000 cho 10 đôi tất như này. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn nhá. Có màu đen và màu trắng nhá, màu đen màu trắng. Lên cho em là vỉ tất 10 nhá, vỉ tất 10 đen này hoặc là vỉ tất 10 trắng này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt inox nhá. Đấy, lên cho em là xịt inox này. Đây. Đấy, giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái bình xịt inox này nhá. Lên cho em là xịt inox, giá của nó sẽ là 80.000. Dòng này thì cực kỳ là tiện dụng luôn. Đấy. Còn dung tích của nó thì nó sẽ là 350 ml nhá, rất là nhiều luôn. Khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em này, lắc đều lên cho em. Sau đó thì các bác xịt lên các cái bề mặt này. Đây. Xịt lên các bề mặt đồ bị rỉ sét các bác này. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Đấy các bác thấy không? Xịt lên các bề mặt bị rỉ sét như này. Đó. Là nó sẽ giúp cho các bác là phủ các cái phần mà bị bong chốc, bị rỉ sét các bác nhá. Đấy, nó sẽ phủ lên trực tiếp luôn. Sơn của nó bằng sơn inox như này, cho nên là nó chống rỉ rất là tốt nhá. Đấy, chống rỉ rất là tốt luôn. Giá của nó thì sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp sơn như này. Đây các bác thấy không? Xịt lên phát phủ bóng luôn, phủ bóng chống rỉ sét, chống bị ăn mòn rất là tốt luôn. Đặc biệt là các bác ở ngoài biển các thứ nhá. Đấy, lên cho em là xịt inox này. Đó. Xịt inox giá của nó sẽ là 80.000 cho một bình nhá, 80.000 cho một bình xịt inox như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi đồng tăng áp nhá. Một bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là một vòi đồng như này, giúp tăng áp lực nước cực kỳ tốt luôn và thêm cho các bác là ba cút nối nữa. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đó. Vòi đồng tăng áp này. Đó, vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50.000 thôi, 50.000 cho một cái bộ vòi đồng tăng áp như này. Con này thì dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác bao gồm là một đầu vòi, kèm thêm luôn cho các bác là ba cái cút nối luôn nhé, ba cút nối để các bác có thể nối vào các cái vị trí mà của mình đấy này. Đây, cái này thì nối trực tiếp vào đây cho em. Các bác nối cái dây ống nước vào đây, nối dây ống nước vào đây, sau đó thì nối cái này vào cho em này. Đấy, của nó đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết, rất dày dẫn và chắc chắn luôn nhá, rất dày dẫn chắc chắn luôn này qua này. Đấy, đầu bằng đồng hết, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó, đây kết nối cái này thì các bác kết nối cái này vào cái dây này cho em này, sau đó thì mình nối khớp vào cho em này. Đó, và những cái đầu này thì các bác nối vào những cái đầu vòi. Nói chung là rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, một cái bộ vòi cực kỳ xịn sò như này mà giá chỉ có 50.000, cả vòi cả cút nối như này. Cái này bên em bán là giá này là giá này gọi là giá để giao lưu thôi, chứ còn giá này thì thực tế ra mà nói thì không có lợi nhuận nhiều đâu. Đấy, nếu bảo không có thì không đúng, nhưng mà chỉ được có 5.000 cho một cái này thôi các bác này, chỉ được có 5.000 thôi. Đấy, chỉ có 50.000, chỉ được có 5.000 thôi nhá. Đấy, 50.000. Lên cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000. Đấy. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Nhà em hơi yếu, nhưng khi gắn vào cung mạch phết đấy chứ. Nhà bác nào có đường nước mạch hơn thì sẽ rất ok đó ạ. Áp lực nước như thế này là đủ để rửa xe rồi, không cần phải quá mạnh đầu nhà.
Đấy, rất ok nhé. Bác nào muốn tự rửa xe ở nhà có thể tham khảo cái này nhé. Các bác xem nước nhà em hơi yếu, nhưng khi gắn vào cũng mạnh phết đấy chứ. Nhà bác nào có đường nước mạnh hơn thì sẽ rất ok đó ạ. Áp lực nước như thế này là đủ để rửa xe rồi, không cần phải quá mạnh đâu nha. Đó, rất ok bác luôn. Bác nào muốn tự rửa. Hello, chào các bác nhé. Nay thì Phạm Ấn lại tiếp tục quay lại để gửi tới các bác các em mã hàng bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em, và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng không nhận hàng nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi về chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên đó là nay shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo dính hàng nội địa của Nhật nhé. Đây, made in Japan luôn các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Đấy, thì cái này bên shop sẽ bán theo cân, một cân của nó sẽ là 80.000 cho một cân nhá. Đấy, một cân sẽ là 80.000 một cân. Còn các bác mua lẻ thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một quận này. Đấy. Một quận này thì nó sẽ là 10k cho một quận như này, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Hàng này thì siêu dai siêu dính các bác nhá, siêu dai siêu dính, hàng bãi Nhật cho nên là nó hơi bị quăng keo các thứ, nó là bình thường các bác nhá. Vấn đề của nó là băng keo xịn. Đấy, nó mỏng, dai và bám dính rất là tốt luôn. Đây các bác này, test cái độ dai cho bác xem này. Rất dai luôn nhá. Rất dai, rất mỏng và độ dính của nó thì khỏi phải bàn rồi, rất dính luôn. Đó. Và các bác dùng nó không bị chảy nhá, nó không bị chảy. Hàng nội địa của Nhật, hàng made in Japan các bác nhá. Đó, đây made in Japan các bác này. Đây. Hàng nội địa của Nhật made in Japan các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái quận băng keo như này giá là 10k nhá. Đấy. Lên cho em là băng dính điện nhá, băng dính điện 10k một quận như này. Đó, còn mua cân thì nó sẽ là 80k nhá. 80.000 trên 1 kg nhá. Đấy, còn mua nửa cân thì giá sẽ là 50.000. Nửa cân là 50.000, còn mua lẻ thì sẽ là 80.000 một cân. Hàng siêu dai siêu dính cho bác luôn. Hàng nội địa của Nhật cho các bác. Đấy, rất xịn sò và chất lượng cho bác luôn. Đây, made in Japan con này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật luôn. Rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái thùng đồ nghề hàng của Đức nhá, hàng của Đức này. Đấy, chất lượng cho bác luôn. Đây. Để em sẽ test sản phẩm cho bác xem luôn nhá. Đây, người em là 70 cân các bác. Đây. Người em 70 cân. Đấy. Em để lên trên giẫm đạp thoải mái luôn. Chắc chắn luôn các nhá. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn. À, kích thước của nó sẽ là 42, chiều rộng là 42, chiều cao là 20. À, chiều dài là 42, cao 20, rộng 20. Đấy. Mở ra mở vào này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn to này, một ngăn to này, một ngăn to này và hai ngăn nhỏ hai bên, tức là tổng của nó sẽ là có 5 ngăn. Đó. Cánh thì có thể ập ra ập vào như này. Ập ra vào này rất là tiện luôn. Đấy, kích thước của nó sẽ là 42 đấy, nhân 20 nhá, dài rộng và cao. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 480 cành nhá. 480k trong cái thùng đồ nghề như này. Đấy, 480.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đây, qua sách qua này. Đấy. Hàng của thương hiệu Matador nhá. Đây. Matador made in Germany này. Đó. Chữ khắc chìm luôn, Matador made in Germany. Đấy, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cái khóa như này để cho các bác có thể khóa vào này. Đây. Đai điếc của nó này, rất dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó. Một con thùng đồ nghề rất chất lượng này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đai điếc quai kiếp cực kỳ chắc chắn luôn. Đây. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy. Xách ra nhìn vào cực kỳ là ngon luôn, rất êm ái nhẹ nhàng nhá. Rất là ngon luôn và giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là thùng đồ nghề nhá. Giá là 480.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là cái tốt tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất 10 đôi nhá. Các bác lên cho em là tất 10 đôi. Thì bên em có hai mẫu, một mẫu là màu đen và một mẫu là màu trắng nhá. Mẫu màu đen và mẫu màu trắng như này. Hàng thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là tất 10 đen hoặc là tất 10 trắng nhá. Đấy, tất 10 đen này. Tất 10 đen này. Đấy. Hoặc là tất 10 trắng nhá. Đấy, tất 10 trắng. Giá thì đều là 90k nhá, 90k trên 10 đôi. Đấy, 90k trên một địch 10 đôi như này. Bên em bán theo vỉ nhá, không bán lẻ nhá. Đấy. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây. Đấy các bác này, đây. Tất của nó rất là dày dẫn chắc chắn. Một vỉ này của nó là 10 đôi luôn, tha hồ thoải mái các bác sử dụng. Hàng co giãn 4 chiều cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Bên em có hai màu, màu đen và màu trắng như này. Đấy, màu đen và màu trắng như này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Nên mã giúp cho em là tất 10 đen hoặc tất 10 trắng nhé. Đấy. Các bác mua như này là quá rẻ luôn, mua một vỉ như này là 90.000, 10 đôi dùng 1 năm luôn, dùng 1 năm mất có 90.000, quá rẻ luôn. Hàng của thương hiệu Nike nhá, hàng thương hiệu Nike của Nhật con này. Nike của Nhật, hàng đây, Nike này, thương hiệu Nike của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã cho em là tất 10 nhá, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sạc bình ắc quy nhá, sạc bình ắc quy. Thì bên shop có hai mẫu, đó là mẫu 12V
và mẫu 24V. Hàng này thì nó sẽ là hàng xuất đi các nước luôn, xuất đi cả châu Âu, cả các nước luôn. Nó xuất đi một phát là 24 nước luôn nhé, 24 nước các bạn này. Đấy, hàng xuất đi các nước luôn. Đấy, Anh, Pháp, Mỹ, rồi nói chung là Nga, rồi Pháp, rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Germany các bạn này. Đấy, Germany này, hàng xuất đi các nước luôn. Thì con này thì nó sẽ là sạc bình 12V và công suất của nó sẽ là 4A nhé. Đấy, 4A. Đấy, bình 12V và 4A. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V trở về nhá. Hàng của thương hiệu Foxer. Foxer thì nó là một thương hiệu nổi tiếng rồi. Đấy, Foxer là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, xuất đi các nước luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là sạc bình 12V. Đấy, lên cho em là sạc bình 12V nhá. Đấy, sạc bình này. Sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V. Giá sẽ là 190k nhá, 190k cho sạc bình 12V như này. Ngoài ra thì bên shop có cái sạc bình 12-24, tức là con này thì đa di năng hơn, sạc được cả bình 12 cả bình 24. Tất cả hai con thì đều là hàng đa di năng nhá. Đấy, khử xun phát rồi chống đảo chiều rồi chống mất cực các kiểu con là điều luôn. Đó, một con sạc bình rất chất lượng như này, hàng xuất đi các nước luôn. Đó. Thì con này nó sẽ là 12-24 nhá, sạc bình 12-24. Đấy, một loại là sạc 12 còn một loại là sạc 12-24 nhá. Đây. Các bác lên cho là sạc 12-24. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con sạc 12-24 này là sẽ là 290k nhá và bao ship nhá. Đấy, 290.000 và bao ship. 290k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Thì nó sẽ là có hai loại, một loại là chuyên chỉ có sạc 12V, còn loại con to này thì sạc cả 12 cả 24 luôn. Sạc cả 12 cả 24. Giá thì sẽ là 290.000, con này là 190.000. Đó. Tiếp theo, bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Đấy, khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi qua rồi thì nó sẽ tắt nhá. Đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua thì nó sẽ tắt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này. Đấy. 90k các bác nhá. Đấy, lên đèn là đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 90k. Về nhà các bác chỉ cần đấu điện vào này là xong và treo ở các cái vị trí nhá. Đấy, có người đến thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt. Nó có chế độ là 15 giây, 45 giây và 5 phút nhá. Đây. Đấy, và có chế độ ban ngày, ban đêm hoặc là cả ngày cả đêm luôn. Đây. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Con này thì dùng đa di năng, các bác có thể dùng để các cái vị trí mà mình nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet cũng được. Đấy, các bác chỉ vào 5-10 phút mình ra thì mình cứ ở trong đấy là nó sẽ sáng và mình đi ra nó tắt, khỏi vì bật công tắc mất thời gian, mất công. Đấy, cứ có người đến thì sẽ là sáng và đi qua thì một đủ thời gian thì nó sẽ tắt nhá. Giá sẽ là 90k. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn này, đấy, đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 90k nhé. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cam mô hình nhé. Qua lên cho em là cam mô hình, có cả điều khiển cho bác luôn, điều khiển ốc ác các thứ đầy đủ cho bác luôn. Một con cam mô hình như này, giá thì chỉ có 100 cành thôi, đấy, lên cho em là cam mô hình. Đấy, tức là nó chỉ là một con đèn như này thôi, và một con đèn nó giả cam nhé. Có 3 chế độ này, đấy, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhé. Nói chung là con này cũng khá là sáng luôn, khá sáng và tiện dụng quá nhá. Đấy, qua theo. Đây, khá sáng và tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con cam mô hình như này giá chỉ có 100.000 thôi. Năng lượng mặt trời nhá, chạy bằng năng lượng mặt trời, rất là tiện. Về nhà các bác chỉ cần là để vào cái vị trí nào, bắt vào cái vị trí nào có đủ ánh sáng là ok, là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua thì nó sẽ tắt nhá. Đấy, nó cũng là thuộc dòng cảm biến, rất là tiện luôn. Đấy, đây. Các bác này, đấy, ban đêm nó sẽ sáng nhá. Đấy, và có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt, nó rất là tiện các bạn. Đấy, dòng cảm biến như vậy rất là tiện luôn. Đấy, có cả điều khiển cho các bác luôn, có cả điều khiển tắt bật cho các bác luôn này. Đấy, bật lên tắt đi thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy, nó rất là tiện cho các bác luôn. Đây. Đấy, số 1 này, đấy, số 2, số 3 này, tắt đi bật lên này, đều ok hết nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đây, tắt đi này, bật lên này, đấy, rất là tiện nhá. Đây. Đấy các bác nhá, đây điều khiển đây. Bật lên này, đấy, tắt đi này, bật lên này, chế độ sáng 1 này, sáng 2 này, sáng 3 này. Tắt đi này, rất tiện luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá, chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho anh em là cam mô hình nhá, cam mô hình này. Cam mô hình, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con cam mô hình như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là lên cho bác cái sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con quạt ô tô như này. Con này thì cũng khá là tiện luôn. Các bác dùng trên ô tô cho em để mình sử dụng mình làm quạt ô tô. Con này thì nó sẽ là 12V. 12V thì các bác có thể lắp vào áp quy cũng được. Lắp vào áp quy mình dùng rất là mát các nhá. Đấy. Thì các bác chế vào đây. Cái đầu này là đầu dương này, còn cái này cái lẫy này là âm này. Đấy, thì các bác chỉ cần là hàn hai cái dây vào đây. Sau đó thì mình kẹp vào bình áp quy cho em nhá, là mình sử dụng thôi. Con này thì có thể xoay 360 độ luôn. Xoay 360 độ nhá, rất là tiện luôn.
Đó thì một cái con quạt ô tô như này giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, công suất của nó sẽ là 12V nhá, 12V. Các bác cứ đấu với cho em một cái bình 12V là ok, hoặc là lên cắm trực tiếp vào tẩu ô tô. Cái này thì nó sẽ là cắm tẩu ô tô nhá, rất là mát luôn. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hạt rẻ và hợp lý cho bác luôn. Một con quạt ô tô như này giá chỉ có cho các bác là 130k thôi, 130 cành. Lên cho em là quạt ô tô. Bỏ anh cái máy nó rượu này. Quạt ô tô nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là máy rót rượu tự động này. Đấy, hàng về số lượng để phục vụ anh em dân nhậu luôn nhá. Hoặc là các bác có trong này, hoặc các bác dùng trong nhà hàng rất là ok. Thời gian để sử dụng liên tục của nó đây. Đây các này, dung tích của nó là 1.2L này, dung lượng pin 1.500mAh này. Đấy, các thông số rất đầy đủ luôn nha, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Thời gian sử dụng từ 5 đến 6 tiếng này, sạc pin 5V DC này, kích thước của nó sẽ là 22 x 18 x 29 cm này, nặng 0,5 kg, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đấy, thì bộ phận khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Lên cho em là máy rót rượu tự động nhá. Đấy, máy rót rượu này, máy rót rượu tự động. Giá của nó sẽ là 270k nhá, 270.000 cho con máy rót rượu này, bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng test thử kiểm tra thanh toán nhá. Bộ sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá, một thân máy này. Đây thân máy của nó đây các bác nhá. Cái này thì em để em quay thì nó hơi bụi bặm một tí không sao nhá. Một thân máy này. Đấy, ra đếm đơn này. Một thân máy, một cái Âu như này, một Âu như này nhá. Đấy, một cái Âu như này để đựng rượu Âu này, 1.2L này, và một cái khay nhựa như này để các bác bỏ đá vào dưới cho em nhá. Còn hai cái chén này là chén của em nhá. Hai chén này là chén của em. Các bác lưu ý, không lúc các bác nhận hàng mà thiếu tao hai cái chén nó mất công. Đó thì đây, các bác đẩy cái lẫy vào cho em này. Đấy, bỏ đá bên dưới, rót rượu vào đây, sau đó thì đặt con máy này lên, đặt con máy này lên cho em. Đó, rất là xịn sò luôn, đặt máy lên như vậy là anh em bắt đầu chiến đấu nhá. Anh em bắt đầu nhậu này. Đấy, bật công tắc lên cho em này, đặt chén vào này, rót đi em ơi. Đó, ok, em ra rượu cho anh luôn. Ok cho anh. Đấy. Không cãi nhau anh em nhá, hai chén bằng nhau tam táp luôn anh em nhá. Anh em có thể điều chỉnh lượng rượu nhiều ít ở đây nhá. Đấy, công tắc tắt đi này. Đấy. Thì tùy theo anh em có thể điều chỉnh lượng rượu nhiều ít ở đây cho em, rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất hợp lý nhá. Đây anh em chỉ cần đẩy này thôi, đặt vào này. Đấy, ok. Đấy, hai chén đều nhau tam táp luôn nhá, hai chén đều nhau tam táp luôn. Đấy anh em thấy không? Đây. Đấy đây, hai chén đều nhau nhá, anh em thấy không? Hai chén bằng nhau luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất hợp lý luôn. Một cái máy rót rượu tự động như này, giá là 270.000, bao ship tận nhà cho anh em. Anh em nhận hàng, kiểm tra, test thử và thanh toán cho em nhá. Đấy, công tắc tắt bật ở đây. Cái tắt bật này thì ngoài ra tắt bật thì nó còn điều chỉnh lượng rượu nhá. Điều chỉnh lượng rượu ở đây anh em thích nhiều rượu thì anh em xoáy nó lên, ít rượu tùy theo cốc chén anh em uống nhá. Đó, rất tiện dụng luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em rồi. Một con máy rót rượu tự động như này, giá 270.000, anh em có thể nhậu cả ngày luôn. Thời gian liên tục của nó từ 5 đến 6 tiếng cho nên anh em thoải mái luôn. Đấy, bật công tắc này lên, anh em có thể điều chỉnh cái lượng rượu đây. Ví dụ đây là rót ít này. Đặt này. Đấy, rót ít nhá. Anh em muốn rót tăng lượng rượu lên hoặc giảm lượng rượu đi thì anh em sử dụng cái công tắc này cho em, rất ok luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì cũng rất là hợp lý cho anh em thôi. Một cái lọ xương khớp bọ cạp như này, giá của nó sẽ là 40k nhá các bác nhá. Đấy, 40.000. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. 40k cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. Đấy, con này thì chiết xuất từ bọ cạp rồi cao hổ cao yếc luôn. Các bác dùng cực kỳ là an toàn và độ nóng của nó rất là cao, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy. Các bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thắt lưng, đau thần kinh, bôi vào rất tốt nha. Đấy, cái này em bán rất là nhiều rồi đây, xương khớp bọ cạp. Có bác lấy cả chục lọ luôn, bôi vào một phát là đỡ luôn. Đấy, bôi vào phát là đỡ luôn. Của nó sẽ thuộc dạng kem trắng nhá. Bôi vào thì rất nóng và bôi vào là đỡ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá, xương khớp bọ cạp. Giá sẽ là 40k cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. 40.000 các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái máy xay khô nhá. Cái máy xay khô. Cái này thì đây em đã cho gạo vào đây rồi các bác này. Cho gạo vào đây rồi. Em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Con này xay cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Xay rất là khỏe luôn nhá. Lưu ý các bác là cái dòng máy xay này thì các bác xay thì nhấp nhả cho em nhé. Mình đừng dùng ép. Đấy, nhấp nhả cho nó motor nó có thời gian nghỉ quá này. Đây là em đang cho gạo vào xay nhá. Đấy. Đấy, em cho gạo vào xay rồi đấy. Đây các bác xem này. Đây. Đấy, xay ra nó mịn như này các bác này. Đấy. Thì các bác có thể xay gạo, xay tiêu, xay cà phê hoặc là xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, xay các loại hạt luôn.
Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con máy xay như này. Giá của nó đây, khi bác đậy thì nhớ là cái lẫy này nó là cái lẫy để ăn nút điều khiển này. Đấy, ăn công tắc này. Bác cho đúng lẫy đi em nhé. Con này thì máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Công suất của nó thì nó sẽ là 250W này. Điện 250V 50Hz. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em là máy xay khô 120K. Các bác lên cho em là máy xay khô nhé. Đó. Máy xay khô này, giá của nó sẽ là 120 cành thôi. 120 cành cho một con máy xay khô. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái hút rửa bát nhé. Hút rửa bát, giá của nó sẽ là 80k cho một cái bộ hút rửa bát như này. Lên cho em là hút rửa bát này. Đó. Hút rửa bát, giá của nó sẽ là 80k cho một bộ nhé. 80k cho một bộ hút rửa bát như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đây, sẽ bao gồm cho các bác là một cái ống dẫn như này này, một ống dẫn này, một đầu vòi để các bác ấn điều khiển này. Đấy, một đầu vòi các bác ấn điều khiển cho em. Đó. Và sẽ có cho các bác là các cái nắp như này để các bác nắp vào đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hướng dẫn này các bác này. Đấy. Các bác lắp vào cái chậu rửa này, sau đó thì cho vào cái lọ nước rửa bát nhà mình, sau đó thì sử dụng thôi, rất đơn giản như này thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì chỉ có 80k nhá. Hàng cực kỳ chất lượng và giá rất hợp lý cho các bác luôn. Bơm của một lọ đây các bác này. Đấy. Lắp vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Đấy, rất đơn giản thôi. Khi các bác dùng thì mình không cần phải động tay vào cái lọ nước rửa bát nữa. Chỉ cần ấn xuống là xong thôi, rất là tiện này. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên bồn rửa này nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, rồi về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Đấy, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi, mua một lần dùng cả đời luôn các bác nhá. Đấy, con này thì nó không bao giờ nó hỏng rồi. Bằng inox sáng bóng như này. Đấy, các bác cứ bóp như này là dây nó kết nối là nó sẽ hút cái nước rửa bát lên cho bác. Lên cho em là hút rửa bát nhá. Giá sẽ là 80 cành trong cái hút rửa bát như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, các bác lên cho em là khay inox siêu mỏng. Cái này thì cũng vừa phải thôi, nó không mỏng lắm, nhưng mà em cứ lên tên trước như thế để khi các bác nhận hàng các bác khỏi bỡ ngỡ. Còn các bác lại bảo là bán cho tao cái hàng mỏng tang như này. Đấy, nói chung là nó cũng bình thường, nó không đến nỗi là quá mỏng đâu. Đấy, con này thì nó cũng bình thường thôi, không nỗi là quá mỏng, nhưng mà em cứ lên tên thế cho nó chắc ăn, không đến lúc các bác đến thì các bác lại chê. Khay inox này, đó, khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là đang bán là 70.000, đợt này về cho bác giá là 60k cho một bộ 5 khay như này. Đấy, khay inox siêu mỏng giá là 60.000. Đấy, mỗi khay đều có nắp hết nhá. Thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào trong bếp nhà mình. Đấy, trong bếp nhà mình hoặc là để vào tủ lạnh đây. Nó có nắp đậy như này rất là đẹp đây. Đấy, vừa vặn khuôn sinh luôn, đậy nắp như này. Rất là tiện nhá. Nắp của nó rất là chặt và khít luôn. Đó. Thì bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 khay này. Đấy, nó sẽ có các kích thước khay là bao gồm là 18 này, sau đến 16 này. Sau là đến 18, 16 này, 14 này, đấy, 14 này, 12 này và 10 này. Đấy, các khay đều có nắp hết nhá, các khay đều có nắp hết. Khi các bác không dùng nữa thì mình có thể bỏ chồng vào nhau rất là gọn luôn. Đấy, đây, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái khay như này. Đều có nắp hết cô nhá. Đấy, khay nào có nắp của nó khay đấy luôn. Đấy, rất là khuôn sinh như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 60.000 cho 5 cái khay như này. Tính ra vào chỉ có hơn 10.000 cho một cái khay như này thôi. Rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng để đựng phẩm, đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Giá thì chỉ có 60k thì cái khay inox siêu mỏng này. Lên cho em là khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái khay inox siêu mỏng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái tẩy xanh các nhá, tẩy xanh. Cái này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá là 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Các bác chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi hoặc là tẩy ô tô rất là ok luôn, tẩy bếp nhá. Lên cho em là tẩy xanh nhá. Đó, tẩy xanh. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá, tẩy xanh này. Giá của nó sẽ là 25k. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, đây một cái xoong này, bẩn này. Đấy. Một xoong này bẩn như này. Đây các bác này. Đấy. Dỉ sét này, các bác thấy không? Đấy, đánh dần đi nó sẽ sạch như này luôn. Đó các bác thấy không? Sạch bóng luôn nhá. Xoong nồi các thứ những cái đồ gia dụng nhà mình bẩn thỉu này, các bác đưa vào tẩy hết đi cho em nhá. Chuyên để tẩy xoong nồi luôn. Giá thì chỉ có 25k cho cái bộ tẩy xoong nồi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi chiên ngập dầu nhá. Lên cho em là nồi chiên ngập dầu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 cành cho một con nồi chiên như này thôi. Hàng thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Dòng này thì nó sẽ không có vung đâu nhá. Không có vung, nó chỉ là một cái nồi chiên bình thường như này.
và có cái giá đỡ như này này, có cái giá đỡ như này để các bác đặt vào này, các bác đặt vào thì khi mà chiên rán xào nấu thì các bác để lên tre, nó rất là tiện. Đây đấy, mình chiên rán xào nấu thì mình để thực phẩm ở đây, ví dụ rán nem rồi rán bánh rán đồ ăn để đến đây nha. Hàng này thì nó sẽ là chống dính nhá, chống dính, đường kính của nó là 20 cm và chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 7-8 cm nhá, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k, lên mã giúp cho em là lên cho em là nồi chiên ngập dầu nhá. Đấy, lên cho em là nồi chiên này đó, nồi chiên ngập dầu đó, nồi chiên ngập dầu nhá. Đấy, nồi chiên ngập dầu, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k trong cái nồi chiên ngập dầu như này, rất tiện dụng cho bác sử dụng này, đường kính là 20 cm. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, chống dính như này nhá. Đấy, chống dính như này, đấy, chống dính, đánh nhám chống dính cho các bác luôn, khá là dày dẫn chắc chắn. Các bác dùng để rán nem này, hoặc là chiên khoai tây này, hoặc là chiên các cái đồ để mình chiên rán xào nấu rất là ok luôn. Đó, giá chỉ có 100k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dây tắm các bác nhá. Đấy, dây tắm, cái này thì các bác cầm hai tay như này, hai đầu này. Đấy, sau đó thì mình tắm kỳ cọ lưng này, rồi tay chân này. Đấy, nó bằng silicone mềm, rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là dây tắm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25k. Đó, các bác lên cho em là dây tắm này. Đó, dây tắm. Con này em đang bán là 30.000, xả cho bác còn là 25k cho một con dây tắm như này nhá. 25.000 cho một cái dây tắm như này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, bằng silicone mềm này, massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy, và các bác chỉ cần xả nước qua một cái là nó sạch luôn, rất vệ sinh sạch sẽ. Đấy, sau đó thì mình lại treo lên. Đây có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác nhá. Đấy, nó sẽ là bằng silicone mềm như này, massage cơ thể rất là tốt luôn. Các bác đưa vào để mình kỳ cọ này, lưng này, rồi là tay chân này, rất là ok luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một cái dây tắm như này nhá. Đấy, thì nó sẽ có hai đầu luôn. Đấy, các bác có thể dùng để massage hai đầu này cũng có bi này, và đầu này là cái chấm nó dài hơn một chút này, các bác có thể massage hai bên mặt này luôn, rất là sạch sẽ và thư thái cơ thể nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một cái dây tắm như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là băng keo trong nhá. Các bác lên trên là băng keo trong, con này thì dán xong rồi cái đấy bỏ lên, rút ra bỏ lên trên bàn. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, bám độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy, một quận này thì chiều dài của nó khoảng 5m nhé, tha hồ thoải mái dùng luôn. Các bác có thể dán ổ điện này, rồi dán các loại. Đấy, con này nó độ bám dính của nó rất là tốt. Đấy, giá thì chỉ có giá của nó sẽ là 25k nhé, 25k. Lên cho em là băng keo trong nhé, băng keo trong giá sẽ là 25.000. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác này, đấy, các bác có thể dùng để dán điện thoại này. Đấy, rồi là dán các cái vật khác này. Đấy, dán không thích thì mình lại lột ra, nó rất là tiện. Đấy, nó cố định luôn. Đấy, rất là chắc nhá. Giá thì chỉ có 25.000 cho một cuộn băng keo trong như này thôi. Đấy, dính viên gạch này. Đấy, viên gạch dính lên tường các bác nhá. Đấy, không thích dùng nữa thì lại bóc ra, nó không có ảnh hưởng gì đến tường cả, rất là tiện dụng. Giá chỉ có 25k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với cho các bác cái mẫu nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V nhá, điện 220V đây. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 1000W, điện 220V, đường kính là 28 cm nhá. Đấy, thì nó sẽ là một cái dòng nồi như này, có chống dính luôn. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu ok hết. Công tác của nó thì nó sẽ có số 1, số 2. Đó. Và khi các bác ăn lẩu thì các bác dùng nguyên một tầng như này, có nắp đậy cho bác nhá. Đấy, bỏ anh cái biển đây. Đấy, và ngoài ra thì các bác có thể dùng thành 2 tầng để mình hấp này, hấp bánh bao, hấp thực phẩm, rồi là các loại đều ok hết nhá. Đây. Đấy, để nó rất khít như này, các bác đậy lên cho em là xong này, rất là đẹp luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá thì chỉ có 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Cho một cái mã nồi lẩu 2 tầng như này, rất xịn sò con bò luôn các bác nhá. Đấy, rất là ngon. Khay hấp của nó thì bằng nhôm, bằng inox nhá, rất chắc chắn nhá. Và chảo thì của nó sẽ là một dòng đường kính 24 cm, 28 cm, và chống dính như này nhá. Tráng đá chống dính nhá, rán chiên xào nấu đều ok hết. Đó, và giá rất hợp lý nhá, nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình hấp bánh bao này, hấp đồ xôi này, nói chung là đa chức năng luôn.
Đấy, hai khuôn như này rất đẹp luôn. 28 sen, công suất 1000W. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000, nồi lẩu 2 tầng. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp ga mini các nhá. Lên mã cho em là bếp ga mini. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bếp ga mini như này. Đấy, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một con bếp ga mini như này, rất tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học. Đấy, đi làm nói chung là đều ok hết. Các bác chỉ cần có một cái bình ga mini thôi. Đấy là mình lắp vào. Đây. Ở đây thì chân đế của nó rất là chắc chắn luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chân đế rất chắc chắn nhá. Đấy, hệ thống đánh lửa tự động, đánh lửa tự động. Cái phần kết nối dẫn ga đều bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết như này. Đấy, cho nên là các bác dùng rất yên tâm luôn. Đấy, khi để nó rất là chắc chắn này. Đấy, các bác có thể để các loại nồi nước lên rất là ngon đây. Đấy, để cái nồi lên rất là ngon này. Rất chắc chắn luôn các bác nhá, rất chắc chắn luôn. Đó. Để lên rất là chắc chắn nhá. Giá thì cũng khá là hợp lý cho bác luôn. Một cái bếp ga mini như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. 100k cho con bếp ga mini như này. Hệ thống dẫn lửa bằng đồng hết nhá. Đấy, rất là chất lượng và xịn sò luôn. Giá rất hợp lý. Lên theo là bếp ga mini. Giá thì sẽ là 100k cho con bếp ga mini như này. Đó. Lên mã cho em là bếp ga mini nhá. Đó. Bếp ga mini này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k. Rồi ok.